Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Sinh Giản Channel. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái blog thương hiệu cá nhân hay là một cái blog chia sẻ về kiến thức đúng không ạ? Các bạn có thể là tạo bất kỳ trang website blog nào sau khi xem hết video này. Nếu các bạn xem một số cái blogger nổi tiếng, ví dụ như là Giang ơi này, Giang ơi là cái blog mình nghĩ là ai cũng biết đúng không ạ? Đó, thì ví dụ các bạn muốn tạo một cái blog như này thì bây giờ rất đơn giản đúng không ạ? Mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để tạo thành một cái blog. Nếu mà các bạn chia sẻ nhiều thì sau này cái blog của bạn nó sẽ rất là nổi tiếng đúng không ạ? Nếu các bạn muốn tạo cái blog đẹp như cái blog của Giang ơi này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trong cái video này. Như các bạn thấy thì đây là cái trang website mà mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tạo những cái header ở trên này. Như các bạn thấy đây header này. Sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo logo này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo cho những cái social icon vào đây này. Đó, sau đó cho những cái menu vào đây. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cho hình ảnh này. Sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cho chữ này. Đó, cho những cái button này. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn viết làm thế nào để chỉnh sửa tất cả những chữ này trở thành của bạn. Đây là một cái video mà mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một trang blog. Nhưng mà sau khi xem hết video này, các bạn hoàn toàn có thể là tạo bất kỳ cái blog nào với bất kỳ cái lĩnh vực nào mà các bạn muốn trong cái video này nha. Thì đây mình không chỉ là hướng dẫn các bạn tạo một trang blog thôi, mình sẽ đưa ra các bạn một khuôn là các bạn có thể tạo bất kỳ cái trang blog nào mà như ý của các bạn đúng không ạ? Đó, thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cho những cái hình ảnh này, sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cho những cái button vào đây. Như các bạn thấy thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cho những button này, sau đó cho menu vào đây đúng không ạ? Đó, đây là cái phần trang chủ của trang website mà mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo nha. Tiếp theo là cái trang giới thiệu này. Như các bạn thấy thì đây là cái trang giới thiệu, các bạn thấy là nhìn nó siêu đẹp đúng không ạ? Màu chữ màu mềm rất đẹp đó. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cho hình ảnh này, mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa chữ này, mình sẽ hướng dẫn các bạn rất nhiều thứ ở trong cái phần này nữa nha. Tiếp theo là cái phần blog này, cái phần quan trọng nhất cái phần blog này đúng không ạ? Bởi tại sao ta tạo một trang website blog đúng không ạ? Bởi vì ta muốn cái phần chia sẻ này, cái phần này rất quan trọng. Các bạn thấy là nhìn nó siêu đẹp đúng không ạ? Đẹp như là của Giang ơi không ạ? Đúng không ạ? Đẹp như là của Giang ơi, hay là các bạn có thể tối ưu còn đẹp hơn của Giang ơi nha. Các bạn thấy này, đây có mình sẽ hướng dẫn các bạn cho hình ảnh này, sau đó cho những bài viết mới nhất vào đây này, cho bài viết mới này người ta có thể vào đọc này, đó sau đó có slide này, đó các bạn thấy này có slide chạy này này, đó những cái bài viết nó sẽ được chạy như này đúng không ạ? Nó rất đẹp, nó có thể là tự động chạy đúng không ạ? Nó cho những hình ảnh nó tự động chạy, sau đó tiếp tục rồi này những cái bài chia sẻ mới nhất đó là chia sẻ mà. Với những cái chủ đề khác nhau nó sẽ làm đây đúng không ạ? Tiếp theo ở dưới này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cho những cái hình ảnh này của các bạn vào đằng sau, sau đó cho những cái icon vào đây đó, sau đó các bạn có thể sửa chữ trong này đúng không ạ? Thì sau khi người ta click vào một cái bài viết nào đó thì người ta sẽ đưa người ta đến cái trang bài viết chia sẻ như này. Các bạn thấy đây thì các bạn sẽ có tiêu đề này đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn cho chữ này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cho hình ảnh này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cho video vào đây này đó, và viết thêm này là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để cho thể H1 H2 hay là tối ưu hình ảnh làm thế nào cho nó chuẩn SEO nha. Nếu các bạn chưa hiểu SEO là gì thì các bạn hiểu đơn giản là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để đưa cái bài viết của bạn lên trên Google, để khi người ta tìm kiếm cái trang website của bạn thì cái website của bạn có khả năng người ta sẽ tìm kiếm được, thấy cái trang website của bạn nhiều nhất đó. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn điều đó nữa nha. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái phần liên hệ. Như các bạn thấy thì trang liên hệ nó rất đơn giản và đẹp đúng không ạ? Đẹp như là của Giang ơi đúng không ạ? Đó các bạn thấy này, đó đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cho cái form này. Đó, người ta có thể là cho địa chỉ email, cho những cái thông tin chi tiết, sau đó là người ta gửi cho mình thì mình có những thông tin chi tiết của người ta có thể liên hệ với mình đúng không ạ? Sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cho email hoặc là cho số điện thoại hoặc là cho review của khách vào đây nha. Đó, đó chính là tất tần tật mình sẽ hướng dẫn các bạn trong video này. Trong mình nói chứ là trong video này là mình làm cái blog này là chỉ là một ví dụ. Sau khi xem hết video này các bạn hoàn toàn có thể tạo bất kỳ những blog nào, có thể chia sẻ kiến thức về du lịch, chia sẻ kiến thức về cái gì đó, hoặc là tạo một trang website về bán hàng, hay là một trang website thương hiệu cá nhân này tùy các bạn đúng không ạ? Đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để cho mấy khuôn mà các bạn sẽ làm bất kỳ trang website nào các bạn muốn đúng không ạ? Đó. Ok, vậy để tạo được một cái trang website này thì mình sẽ chia thành 3 bước như sau. Bước thứ nhất là các bạn cần phải có một cái tên miền và hosting.
Bước thứ hai là chúng ta sẽ vào cài đặt WordPress. Bước thứ ba là chúng ta sẽ đi tạo một trang website blog cá nhân, nó siêu đẹp nha. Thì bước thứ nhất là chúng ta sẽ đi và mua tên miền và hosting. Thì nếu mà các bạn chưa có tên miền và hosting thì các bạn cần phải mua nha. Nếu các bạn chưa hiểu về tên miền là gì, hosting là gì thì các bạn hiểu đơn giản như này. Tên miền nó chỉ là cái tên website của các bạn. Ví dụ như là facebook.com thì đó là một cái tên miền. Hoặc là sinhzan.com thì đó là một cái tên miền. Hoặc là google.com thì đó là một cái tên miền. Thì các bạn hiểu đơn giản, tên miền chỉ là một cái địa chỉ website của các bạn. Tiếp theo là hosting. Nếu các bạn chưa hiểu hosting là gì thì các bạn hiểu đơn giản, hosting là một cái nơi mà các bạn có thể là chứa đựng những cái hình ảnh này, những cái video này, những cái content mà các bạn viết ở trong trang website của bạn. Và tất nhiên là các bạn có thể là tạo một trang website miễn phí với hosting và tên miền hoàn toàn. Nhưng mà các bạn sẽ bị giới hạn rất là nhiều thứ. Như là các bạn không thể là chạy quảng cáo trên website của bạn. Các bạn không thể cài đặt giao diện cho cái trang website của bạn. Các bạn không thể cài đặt plugin trang website của bạn. Và các bạn không thể là có một cái tên miền đặc biệt, đúng không ạ? Đó, thì website của bạn sẽ đại loại như là tên miền của bạn .wix.com hay là tên miền của bạn .wordpress.com. Hay là mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn tạo trang website miễn phí là tên miền của bạn .com, đúng không ạ? Để mua được tên miền và hosting thì các bạn cần phải chuẩn bị cho mình một cái thẻ thanh toán quốc tế nha. Thẻ thanh toán quốc tế là như nào? Thẻ thanh toán quốc tế là một cái thẻ Visa hoặc là Mastercard. Nếu mà các bạn chưa có hai cái thẻ này thì các bạn có thể là chạy ngân hàng để làm nha. Hoặc là nếu mà bạn nào có cái thẻ PayPal hoặc là bạn nào mà chơi Bitcoin thì các bạn có Bitcoin thì cũng ok nha. Để có được một cái thẻ Visa hoặc là Mastercard thì các bạn có thể là chạy ra ngân hàng gần các bạn nhất để các bạn làm nha. Nhưng mà cách nhanh nhất mà các bạn có thể làm là các bạn chạy ra ngân hàng ACB. Ở đó người ta làm rất là nhanh. Các bạn chỉ cần chạy ra đó và các bạn hỏi người ta là: anh ơi, em muốn làm một cái thẻ Visa để thanh toán quốc tế. Thì người ta sẽ hiểu. Đó, người ta sẽ làm cái thẻ Visa cho các bạn. Thì các bạn chỉ cần đợi tầm khoảng là một tiếng nào đó thì các bạn sẽ có một cái thẻ nha. Thì sau khi mà đăng ký để tạo một cái tài khoản thì các bạn nhớ là hãy đăng ký tin nhắn nè. Khi đăng ký tin nhắn là như nào? Có nghĩa là khi mà các bạn thanh toán bất kỳ cái gì đó thì nó sẽ báo về tin nhắn các bạn. Thì các bạn phải bảo người ta là đăng ký tin nhắn luôn. Sau đó tiếp theo khi mà có thẻ rồi thì các bạn nạp luôn cho mình là 1,5 triệu vào trong cái thẻ nha. Thì khi mà mua tên miền và hosting thì các bạn chỉ cần nạp 1,5 triệu là ok rồi nha. Thì nếu mà các bạn nào có nhiều hơn thì các bạn có thể nạp thêm nha, để sau này các bạn có thể dùng. Đó, thì sau khi mà làm xong rồi thì các bạn nhớ là bảo với người ta là bật cái chức năng mà thanh toán quốc tế nha, thì người ta mới bật cái chức năng đó đấy. Để mua được tên miền và hosting từ nhà cung cấp chất lượng thì các bạn click vào cái đường link đầu tiên ở dưới cái phần mô tả của video này. Hoặc là các bạn có thể lên Google, các bạn search cho mình là sinhzan.com/hosting, sau đó nhấn Enter. Đó, nó sẽ đưa các bạn đến trang website của Nenhero. Nenhero làm cái dịch vụ hosting từ nước ngoài. Mình đã dùng rất là nhiều hosting từ trong nước và nước ngoài rồi. Thì Nenhero có cái tốc độ load trang website nó siêu nhanh. Bởi vì thứ nhất là Nenhero có cái phần Live Speed, đúng không ạ? Live Speed sẽ giúp cho cái trang website của bạn tốc độ load nó cực nhanh, kể cả cái server của nó ở nước ngoài mà cái trang website của bạn ở Việt Nam chẳng hạn, thì nó sẽ giúp cho cái trang website của bạn load nó rất là nhanh nha. Cái thứ hai là Nenhero có cái phần giá cả nó rất là phải chăng, đúng không ạ? Nenhero có giá của nó là $2.86 trên một tháng, thì nó chỉ rơi đâu đó tầm khoảng hơn 60.000 thôi, đúng không ạ? Thì so với một số cái hosting từ nước ngoài như A2 Hosting hoặc là SiteGround chẳng hạn, thì dịch vụ của họ nó đắt hơn rất là nhiều. Đó. Còn Nenhero thì nó có giá cả phải chăng, mà người ta cũng có cái phần mà Live Speed, kể cả các bạn chọn cái phần giá nó thấp nhất thì nó cũng có cái phần hỗ trợ Live Speed nha. Đó, cái thứ ba là Nenhero có cái phần mà Live Chat Support đây. Nếu mà các bạn có bất kỳ câu hỏi nào trong quá trình làm website, mà các bạn có bất kỳ câu hỏi nào khó khăn trong làm website thì các bạn có thể là chat với đội nhóm support, thì người ta rất là sẵn sàng trả lời các bạn trong 24 giờ, đúng không ạ? Đó, khi mà các bạn đến đây, các bạn lui xuống này, các bạn lui xuống dưới này, thì đây các bạn thấy đây có
bốn cái gói giá khác nhau đúng không ạ? Vậy sự khác nhau của nó là ở đây này. Các bạn thấy thì cái gói Standard Cloud này là ở đây các bạn có một trang website đúng không ạ? Nếu mà các bạn dùng các bạn chỉ muốn tạo một trang website cho cái doanh nghiệp của mình thôi chẳng hạn, mà các bạn không muốn nhiều website sau này chẳng hạn, thì các bạn có thể chọn cái gói này nha. Đây các bạn sẽ có 1 GB RAM này, sau đó các bạn có cái phần Free SSL này. Free SSL này là cái phần mà bảo mật cái trang website của bạn, như là cái này các bạn thấy đây thì có một cái khóa đây đúng không ạ, thì là cái phần miễn phí bảo mật này đó. Thì cái này rất là tốt bởi vì nó sẽ chống được những cái người hacker mà hack trang website của bạn đó. Cái phần thứ ba là đây, cái phần Live Speed này nó rất là tốt nha. Cái phần này giúp cho cái trang website của mình rất load rất nhanh nha đó. Đó thì nếu mà bạn nào dùng chỉ dành riêng cho một trang website thôi thì các bạn có thể chọn cái gói này. Còn nếu bạn nào mà muốn làm nhiều cái website sau này, ví dụ các bạn sau này các bạn muốn tạo thêm 4-5 cái trang website cho gia đình hoặc là cho người thân hoặc gì đấy, thì các bạn có thể chọn cái gói này đúng không ạ? Gói này là sẽ có 7 trang website. Đó, các bạn sẽ chứa được 7 trang website đúng không ạ? Đó. Thì đến đây thì các bạn thấy là có rất là nhiều cái mã giảm giá đây đúng không ạ? Bởi vì các bạn dùng cái link của mình thì các bạn sẽ được giảm giá 68% đúng không ạ? Đó chính là lý do mà bạn nên click vào cái link ở dưới cái phần mô tả video này, các bạn sẽ được giảm giá 68% cho cái gói này và 55% cho cái gói Cloud Plus này đúng không ạ? Đó, nếu bạn nào dùng cho nhiều trang website thì các bạn có thể chọn cái gói này nhé. Còn nếu bạn nào mà làm cái công ty người ta, các bạn muốn làm website cho nhiều khách hàng chẳng hạn, sau đó các bạn có thể là lấy phí của họ là nó rơi đâu đó tầm khoảng là $20 trên một tháng chẳng hạn, thì các bạn có thể là chọn cái gói này để các bạn tạo nhiều trang website cho khách hàng đúng không? Còn nếu bạn nào mới bắt đầu thì mình khuyên các bạn nên chọn cái gói đầu tiên hoặc là cái gói thứ hai nếu bạn nào muốn làm nhiều trang website đúng không ạ? Đó, còn đây thì mình sẽ chọn cái gói đầu tiên này nhá. Mình nhấn vào order now. Đó, khi mà nhấn vào order now thì các bạn đến cái trang này, thì cái trang này là nếu mà bạn nào đã có một cái domain rồi, đó bạn nào đã có domain rồi thì các bạn chọn trên này, sau đó chọn cái đôi chấm của các bạn ở đây. Còn nếu mà bạn nào chưa có, bạn nào mà đăng ký mới thì các bạn chọn bên này nha. Ở đây thì mình sẽ chọn đăng ký mới này, mình sẽ ví dụ các bạn thử này, ví dụ Facebook chẳng hạn, ví dụ các bạn thử cái tên là Facebook, sau đó các bạn chọn chấm con chẳng hạn, sau đó các bạn nhấn vào search. Đó thì người ta cái này nó sẽ báo là Facebook is unavailable, có nghĩa là cái tên miền này đã có người ta mua rồi thì cái tên miền này nó không có sẵn nữa, thì các bạn phải chọn cái tên khác. Nếu mà bạn nào dùng tên thương hiệu hay là tên từ khóa thì các bạn có thể là đổi chéo cho nhau xem nó có còn không đúng không ạ? Các bạn có thể đổi chéo cho nhau xem. Đó, còn đây thì mình sẽ chọn một cái domain mà mình đã có sẵn, mình sẽ chọn là học website. Đó, mình sẽ chọn cái tên này. Mình khuyên các bạn là nên chọn chấm .com, chấm .net hoặc là chấm .org thôi nhé. Các bạn đừng có chọn chấm .us hoặc là chọn số chấm đôi khác. Thì các bạn nên cố gắng làm thế nào tìm cái tên mà chấm .com. Nếu mà không có tên chấm .com thì chọn chấm .net, không có chấm .net thì chọn chấm .org. Hoặc là các bạn có thể đổi chéo cái từ khóa cho nhau để các bạn tìm thấy cái tên mà chấm .com. Bởi vì chấm .com nó rất là phổ biến và rất là dễ nhớ đúng không ạ? Đó, ok, khi các bạn cho tên vào đây thì các bạn nhấn vào search. Đó, khi mà các bạn nhấn search nó sẽ nói là congratulations, hot web is available free. Đó, khi mà nó báo như này thì có nghĩa là cái domain này nó có sẵn, các bạn được phép sử dụng đúng không ạ, và nó miễn phí đúng không ạ. Sau khi mà ok rồi, các bạn lui xuống ra đây thì nó có giới thiệu rất là nhiều cái đôi chấm khác, nhưng mà các bạn không quan tâm, các bạn chỉ cần nhấn vào cái chỗ này continue. Ok, khi đến cái phần này thì đây nó sẽ cho các bạn một số cái lựa chọn. Thứ nhất là các bạn muốn chọn cái hosting này với bao nhiêu năm đúng không ạ? Các bạn có thể chọn 1 năm, chọn 2 năm hoặc chọn 3 năm. Nếu mà các bạn chọn 3 năm thì các bạn sẽ được giảm giá thêm 18%. Còn nếu mà bạn chọn 2 năm các bạn được giảm giá thêm 9% đúng không ạ? Thì đây là tùy vào cái mục tiêu làm website của các bạn. Nếu mà các bạn làm một trang website cho nhiều năm chẳng hạn, ví dụ như các bạn làm trang website bán hàng, các bạn muốn làm trang website bán hàng 5 năm, 10 năm hoặc là bán hàng bất kỳ lúc nào các bạn có thể dùng, thì các bạn có thể là cho 3 năm, mình khuyên các bạn nên dùng 3 năm. Còn nếu mà bạn nào chỉ dùng
các bạn muốn dùng thử thôi xem tốc độ load như nào thì các bạn có thể chậm 1 năm, hoặc là xem sau này các bạn có dùng không thì các bạn có thể chậm 1 năm nha. Đó, mình nhấn vào 1 năm này đó. Ở dưới này thì chắc chắn cái này các bạn phải tích này, sau đó các bạn nhấn vào cái chữ continue. Đó, khi đến cái phần này thì mình khuyên các bạn, nếu mà các bạn có tiền thì mình khuyên các bạn nên tích cái phần này, cái phần mà ID Protect này. Bởi vì sao? Khi mà các bạn tích vào đây ấy, thì nó sẽ không bị những người khác, người ta dùng một số cái phần mềm mà người ta cử email tự động cho các bạn để người ta bán thêm dịch vụ cho các bạn. Nhưng mà đây, nếu mà bạn nào không có mặc nào chưa muốn tiêu tiền vào cái phần đấy thì các bạn có thể bỏ qua. Còn nếu mà các bạn tích một phần này, nó sẽ giúp cho các bạn bảo vệ cái trang email của bạn, người ta sẽ không bị những người khác là nó email làm phiền các bạn, đúng không ạ? Đó, thì nếu mà bạn nào có tiền thì các bạn hãy tích vào đây nha. Còn đây thì mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn thôi, thì mình sẽ không tích vào đây, thì mình nhấn vào continue. Ok, khi mình nhấn vào continue thì đây nó có cái phần review xem tất cả những cái gói mà mình đã chọn này. Thứ nhất là mình đã chọn cái tên miền với cái hosting với giá của nó là 42.05 trên 1 năm, đúng không ạ? Đó, còn cái domain của nó là cái tên này, sau đó giá của nó ở đây là 1 năm, đúng không ạ? Đây các bạn có thể là chọn 2 năm hoặc là 3 năm. Đó, thì nếu mà chọn thêm nhiều năm thì các bạn sẽ được nhiều giảm giá thôi, đúng không ạ? Còn bạn nào mà muốn thay đổi theo các bạn muốn chọn 2 năm, 3 năm chẳng hạn thì các bạn phải nhấn vào edit để thay đổi theo năm, đúng không ạ? Ok, khi các bạn thấy đây thì các bạn thấy là các bạn được giảm giá, đúng không ạ? Các bạn đã giảm giá được rất là nhiều đây. Các bạn chỉ còn lại là 55.03. Mình thấy rất là nhiều hosting là nó giá rất là đắt, nhưng cái name hero ở đây thì các bạn dùng cái link của mình thì các bạn sẽ được giảm giá rất là nhiều nha. Các bạn thấy là chỉ 55.03 đô, đúng không ạ? Nó chỉ hơn 1 triệu một chút thôi, đúng không ạ? Đó. Ok, khi mà đến đây rồi thì các bạn có thể là ở đây các bạn tạo một cái tài khoản này. Các bạn tạo một cái tài khoản để các bạn quản lý. Ở đây thì mình sẽ tạo một cái tài khoản nha. Thì mình sẽ viết rất là nhanh thì cái phần company name này này thì các bạn có thể bỏ qua nhé, hoặc là các bạn có thể cho tên nào đó, ví dụ cái phần này các bạn cũng có thể là cho tên này, cho tên của các bạn vào đây đó, cho tên này, còn địa chỉ này, cái địa chỉ thứ hai này các bạn có thể là cho tên này, cho tên thị trấn hoặc là ngõ các bạn ở này, cho city là thành phố của các bạn, ví dụ cho là Cai. Đó. Còn stay thì chỗ stay này các bạn cần phải qua bên này, các bạn chỉnh là Việt Nam trước nha. Đó, qua trên này chỉnh là Việt Nam trước tiên, sau đó các bạn mới viết cái phần này. Đó. Còn cái phần postcode này này là cái mã zip code cái thành phố của các bạn đó. Cái mã zip code của bạn thì các bạn có thể lên trên Google Search này. Nếu mà các bạn không biết là cái nơi các bạn ở có zip code như nào thì các bạn có thể search trên Google này. Ví dụ như là các bạn ở Lào Cai chẳng hạn thì các bạn search này Lào Cai. Ví dụ các bạn Lào Cai, các bạn nhấn vào Lào Cai, sau các bạn nhấn vào zip code. Đó, sau các bạn nhấn vào enter này. Đó thì nó sẽ ra rất là nhiều zip code như này. Sau đó các bạn nhấn vào cái trang web đầu tiên là bất kỳ trang website nào nhá. Các bạn nhấn vào đây. Đó thì đây các bạn có thể tìm cái zip code của các bạn này. Đó, ví dụ các bạn thấy này, mã bưu điện tỉnh Lào Cai, đây là cái mã bưu điện đó, các bạn chỉ cần copy cái mã bưu điện này, sau đó các bạn quay lại cái phần này, các bạn chuột phải này, các bạn paste vào đây là được. Đó. Đấy. Sau đó cái phần này thì in addition request, có nghĩa là các bạn tìm thấy name hero ở đâu thì các bạn có thể là chọn YouTube, bởi vì YouTube là các bạn thấy trên YouTube chẳng hạn thì các bạn thể chọn thế. Còn cái phần mà support
Cái phần má pin này rất là quan trọng nha. Đến đây thì các bạn có thể là cho một cái đấy, cho một số cái chữ, mà cái chữ này các bạn nên phải nhớ nhé. Cái tên cái chữ này các bạn nên phải nhớ, sau này nếu mà các bạn có cái, các bạn muốn support thì các bạn cần phải có cái má pin này. Đó, mình khuyên các bạn là có thể là cho năm sinh hoặc là cho thứ ngày tháng mà các bạn rất là dễ nhớ, sau này người ta hỏi đến thì các bạn sẽ được dùng nha. Đó, ok. Đây, đây là cái phần mật khẩu này, các bạn cho mật khẩu này. Đây, có mật khẩu đây các bạn có thể dùng này. Đó. Mật khẩu đây thì mình khuyên các bạn là nên cho chữ viết hoa này, sau đó chữ viết hoa này, có chữ số này hoặc là có thang sao gì đấy thì cho cái mật khẩu các bạn nó mạnh lên, đúng không ạ? Đó, đây là mật khẩu của mình. Đấy, các bạn cái phần comfort password này các bạn cho giống như cái đầu tiên này này. Đó, các bạn cho cái mật khẩu giống như cái đầu tiên nha. Có nghĩa là cái phần này các bạn cho như nào thì cái phần này các bạn phải cho đúng như thế, để hai cái nó match sèn với nhau, nó giống nhau, đúng không ạ? Cái này là các bạn use default, giống như cái trên này, các bạn để cái này nguyên này. Đó, đây có rất là nhiều lựa chọn, các bạn có thể trả tiền khác nhau này. Đây là các bạn có thể trả bằng credit card. Các bạn có tài khoản Visa, Mastercard, hoặc là nếu bạn nào có PayPal thì các bạn có thể trả bằng PayPal ở đây, đúng không ạ? Còn bạn nào có Bitcoin ấy, cái này rất là tốt nha. Nếu mà bạn nào có Bitcoin mà các bạn có thể là trả tiền qua Bitcoin ở đây nha. Đó, hoặc là bạn nào có Stripe, tài khoản Stripe thì các bạn có thể trả bằng đây. Còn đây thì mình sẽ trả bằng một cái tài khoản Visa của mình. Đó. Cái phần enter a name for this card này, là cái tên của các bạn nha, tên của các bạn nên viết hoa nha. Đó, cái phần này nên viết hoa nha, viết dạng asin chẳng hạn. Đó, tên của các bạn nha, cái chỗ này. Sau đó cái phần expire day này là cái năm kết thúc cái thẻ của các bạn này. Đó, thì các bạn cho, các bạn xem trên cái thẻ các bạn có cái phần mà cái năm đó, đó các bạn nhấn vào. Còn cái phần mà CVV này là cái mã code của cái thẻ đằng sau cái thẻ của các bạn nha. Các bạn chỉ cần giơ cái thẻ đằng sau là các bạn sẽ thấy cái ba cái chữ ở đằng sau đó, thì các bạn enter cái chữ đó vào đây. Ok, sau khi ok rồi các bạn lưu xuống đây này. Đó, thì đây thì nó có receipt email, có nghĩa là cái phần này các bạn có tích vào đây, nếu mà sau này Nen Hero có một số cái đợt giảm giá thì các bạn có muốn nhận email không thì các bạn có thể là tích hoặc là không. Còn đây thì mình khuyên các bạn nên cho có, bởi vì một số ngày người ta có thể là có ví dụ như Black Friday người ta giảm giá chẳng hạn thì các bạn có thể mua nha. Ok, sau khi ok rồi các bạn tích vào cái chỗ này I have read agree a term này. Đó, thì các bạn kiểm tra một lượt này. Đó, các bạn kiểm tra một lượt này. Đầu tiên là các bạn đã có hosting 1 năm này. Sau học là web cái domain này. Sau đó các bạn đây. Đó, tất cả này cái tên của các bạn này. Tên này, first name, last name, mọi thứ ok rồi này. Ok rồi thì các bạn nhấn vào cái chỗ check out này. Click vào check out. Ok, thì các bạn đây này, các bạn thấy thì ở đây thì các bạn, khi các bạn đến đây thì các bạn thấy đây nó đã ra cái phần mà gọi là cái phần order confirm, có nghĩa là cái order của các bạn đã được hoàn thành nha. Ok, khi các bạn thấy order hoàn thành rồi, các bạn nhấn vào continue to client array này, các bạn click vào chỗ này này. Ok, thì các bạn click vào chỗ này thì các bạn đến cái phần này, đúng không ạ? Đây là cái phần quản trị trong Nen Hero, đúng không ạ? Đó, khi các bạn thấy thì các bạn thấy cái info của các bạn đây này, thông tin info của các bạn đây, rồi mọi thứ nó ở đây hết rồi nhỉ. Đó, thì các bạn thấy đây có cái phần mà các bạn vừa mua ở đây này. Đó, khi mà ok đến chỗ này rồi thì các bạn nhấn vào cái chỗ My Cloud này, click vào chỗ My Cloud.
Đó, khi các bạn nhấn vào click My Cloud, sau đó các bạn nhấn vào cái phần là click vào chỗ web hosting này, click vào đây. Đó, khi mà click vào đến chỗ này thì các bạn nhấn vào cái chỗ login to cPanel, click vào đây. Đó, ok, khi các bạn nhấn vào chỗ cPanel thì nó sẽ ra một cái trang như này. Đó, nó sẽ ra một trang như này. Thì các bạn lùi xuống, các bạn tìm cái phần mà WordPress, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo, các bạn cài phần WordPress nha. Các bạn lùi xuống này. Đó, các bạn lùi xuống, các bạn thấy có cái phần WordPress Manager by Startup Color ở đây, đúng không ạ? Hoặc là các bạn có thể là search ở trên này. Các bạn chỉ cần search là WordPress thì nó cũng xuất hiện trên này nha. Các bạn có thể nhấn một click vào đây này. Ok, khi các bạn click vào nó ra cái phần này thì các bạn thấy có cái chữ gọi là install ở đây, các bạn nhấn vào install. Ok, khi nhấn vào install đến cái phần này thì các bạn cho cái này là cái version cao nhất, cái này là các bạn để nguyên này. Còn cái phần này thì các bạn nhớ là chọn cái phần HTTPS 2 chấm cạnh cạnh này nha. Bởi vì mình đã mua cái phần mà SSL nên mình được phép dùng cái phần mà HTTPS này chấm cạnh cạnh này nha. Ok, sau đó tên miền các bạn là cái này nha, học website đúng không ạ? Còn các bạn là đừng, hãy chắc chắn là không có cái gì bên này nha. Cái phần bên này là không có một cái gì luôn nha. Phải cho nó trắng tinh như này nha. Đó, nếu mà có cái chữ nào đó đây thì nó sẽ có, ví dụ như nó sẽ có cái phần mà https gạch gạch sau đó học website .com sau đó nó sẽ có gạch chấn cái gì đó đó, thì các bạn nhớ là đừng có cái gì đây. Đó, còn cái phần này là cái chữ sign in là cái tên website của bạn, thì đây là các bạn có thể cho cái tên website của bạn, đây là tên cái thương hiệu hoặc là tên website của bạn nha. Đó, mình sẽ viết là, đó, thì đây thì các bạn có thể đổi đây hoặc là lăn nữa, các bạn cũng có thể đổi trong trang website nha. Đó, thì mình sẽ viết là, đây thì các bạn cũng có thể là giới thiệu thêm một chút thôi, hướng dẫn chẳng hạn. Ok, sau đó cái phần mà user, cái phần mà user này thì là các bạn có thể cho tên của các bạn là, các bạn nhớ là cái phần này rất là quan trọng. Khi mà các bạn quản trị trang website của các bạn thì các bạn nhớ là phải có cái phần username và password nha. Thì các bạn viết cái tên này, ví dụ như là đó. Mật khẩu rất là quan trọng nha. Đây là các bạn nhớ là các bạn cần phải nhớ cái admin user này và cái mật khẩu đăng nhập vào trang website này. Đó, các bạn nên viết cái mật khẩu là có thang sao hoặc là chữ hoặc là viết hoa viết thường gì đó nha, nhưng mà các bạn phải nhớ cái này nha. Đó, mình sẽ giấu đi. Đó, khi mà các bạn thấy có strong này có nghĩa là cái mật khẩu các bạn đủ mạnh để bảo vệ cái trang web của bạn, đúng không ạ? Đó, thì có cái phần là admin email này thì các bạn xóa cái này đi. Các bạn chọn đúng cái email mà các bạn vừa mới đăng ký cái hosting đó. Các bạn vừa mới đăng ký hosting thì các bạn chọn đúng cái email đấy, hoặc là một cái email mà các bạn thường xuyên nhớ, bởi vì cái email này sẽ liên quan sau này. Nếu các bạn quên mật khẩu thì các bạn sẽ lấy lại được bằng cái email này nhá. Thì cái email này rất quan trọng nha. Đó, mình sử dụng email này. Còn cái phần select language này thì các bạn chọn cho mình là tiếng Việt nha. Các bạn lùi xuống đây này, có cái phần Vietnamese này này, các bạn chọn tiếng Việt này. Đó, còn đây là có nhiều cái khác thì các bạn có thể bỏ qua nha. Đó, các bạn có thể là show tên này. Đó, các bạn show tên nhiều thứ khác ở đây này. Đó, nhưng mà mình khuyên là các bạn cũng không nên mở làm gì, đúng không ạ? Ok, phía kia các bạn kiểm tra một lượt này. Đó, các bạn thấy này, cái này là đã version cao nhất rồi này. Sau đó cái HTTPS này không có cái gì đây này. Sau đó cái tên website các bạn này. Đó, sau đó cái phần mô tả trang website các bạn này. Đó, thì mọi thứ ok rồi. Khi mà ok, cái này cho tiếng Việt là ok rồi. Ok, ok, khi mà ok rồi các bạn nhấn vào install. Đó, khi mà install thì nó hỏi các bạn sẽ có lưu mật khẩu không này, các bạn có thể có không này.
Ok, mình sẽ lưu lại mật khẩu này. Ok, khi mà sau khi mà các bạn nhấn Enter thì nó sẽ có hai cái link. Đây này có hai cái link. Link thứ nhất là cái link đi thẳng vào trang website của bạn. Các bạn click vào này. Đó, các bạn thấy mở cái này này. Đó thì đây là trang website của các bạn vừa mới tạo ra và trang website nó đã ở trên online rồi nhé. Đó thì đây là trang website của bạn. Như các bạn thấy thì đây là trang website với tên miền của các bạn này, học website.com này. Thì bây giờ cái trang website này đã ở trên online rồi. Các bạn ở bất kỳ nơi đâu thì các bạn có thể truy cập được vào trang website của các bạn nha. Đó thì đây là cái trang bên ngoài mà khách hàng sẽ thấy đúng không ạ? Thì trang bên ngoài này đang rất là xấu đúng không ạ? Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào tùy chỉnh cho nó đẹp nhất đúng không ạ? Đó thì đây là cái trang bên ngoài mà khách hàng sẽ thấy. Để đăng nhập được vào bên trong của WordPress để quản trị cái trang website này thì các bạn cần phải lên trên cái tên miền của bạn, sau đó các bạn viết cho mình là gạch này WP gạch admin. Đó, các bạn viết như này, sau đó các bạn nhấn Enter. Đó, sau khi nhấn Enter thì ngay lập tức nó sẽ đưa các bạn đến cái phần đăng nhập ở trong WordPress. Thì cái phần này khi mà mình cài đặt WordPress thì mình đã hướng dẫn các bạn là làm thế nào để các bạn phải nhớ cái này đúng không ạ? Các bạn cần phải nhớ cái tên người dùng hay là cái địa chỉ email khi mà các bạn vừa mới cài đặt WordPress. Sau đó các bạn cho cái mật khẩu của bạn vào đây là các bạn có thể đăng nhập được vào bên trong của WordPress nha. Sau đó các bạn nhấn đăng nhập này. Ok, khi đăng nhập được bên trong thì bên trong của WordPress nó sẽ như này. Nếu các bạn muốn xem bên ngoài thì các bạn chỉ cần di chuột vào đây này, sau đó click vào đây, sau đó thì nó sẽ bay ra cái trang. Khi mà các bạn đăng nhập vào trong WordPress thì các bạn thấy ở trên này có cái thanh công cụ đen đen này này. Đó, các bạn có cái tài khoản các bạn đây. Các bạn sẽ có tài khoản các bạn, tên các bạn đây. Thì khi mới đăng nhập vào thì các bạn sẽ thấy không thấy cái hình ảnh này nha. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tùy chỉnh cái hình ảnh này. Nhưng mà các bạn thấy đây, đó có tên website các bạn đây này. Đó chính là khi mà các bạn đăng nhập vào trong WordPress thì đây có một số cái mà các bạn cần phải lưu ý. Thứ nhất là một cái rất là quan trọng là các bạn cần phải thay đổi cái tên của các bạn đây. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi cái tên này nha. Để thay đổi cái tên này thì các bạn di chuột vào ở dưới có cái phần thành viên này, sau đó các bạn nhấn vào tất cả thành viên. Sau đó các bạn thấy thành viên ở đây chỉ có một người đúng không ạ? Bởi vì các bạn ở trong cái trang website này chỉ có mới các bạn quản trị thôi đúng không ạ? Nếu mà sau này các bạn muốn có một hai người quản trị ở trong cái phần này thì các bạn có thể nhấn một cái chỗ thêm mới này đúng không ạ? Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh sửa làm thế nào để cho một cái ảnh đại diện cho cái trang website của các bạn nha. Đây, các bạn nhấn vào cái chỗ chỉnh sửa này này. Rồi, khi các bạn nhớ mà chỉnh sửa thì các bạn thấy thì đây có một số cái mặc định, các bạn có thể là chọn màu cho cái trang WordPress các bạn này. Ví dụ các bạn chọn mặc định chẳng hạn thì mặc định của nó sẽ như này. Còn nếu các bạn chọn sáng chẳng hạn thì các bạn thấy ngay lập tức cái trang website của bạn nó sẽ sáng như này. Hoặc là các bạn chọn xanh dương chẳng hạn nó sẽ như này đúng không ạ? Thì đây là cái cách mà các bạn có thể là chọn màu cho cái trang website của bạn, cái trang WordPress các bạn. Khi các bạn ở bên trong các bạn làm việc thì các bạn có thể chọn một cái màu nào đó. Thì cái màu này khách hàng sẽ không thấy mà chỉ các bạn thấy thôi. Thì các bạn có thể là chọn cái màu mà các bạn yêu thích đúng không ạ? Đây thì mình sẽ chọn là hiện đại. Đó, mình sẽ chọn cái này. Đó, ở dưới này thì các bạn nhấn là cái phần mà ngôn ngữ này các bạn chọn cho mình là tiếng Việt nha. Các bạn chọn cho mình là tiếng Việt. Sau đó ở dưới cái tên này thì các bạn nhớ cho mình cái tên là các bạn phải cho tên của các bạn. Sau đó họ các bạn thì cho họ các bạn vào đây. Đó thì cái tên này hiển thị, nó sẽ hiển thị đây này, các bạn thấy là tên hiển thị bắt buộc là mình cho cái tên này. Thì các bạn thấy thì ngay lập tức ở trên này có cái tên của mình, tên là sinh giảm đúng không ạ? Nếu mà ở đây các bạn lui xuống dưới này có phần là tên hiển thị này, các bạn chọn cho mình là sinh giảm cái này dính với nhau chẳng hạn, thì các bạn thấy cái tên này đang dính với nhau đúng không ạ? Đó, ví dụ mình chọn cái này đi chẳng hạn. Đó, còn cái email này, cái phần là email này rất quan trọng. Nếu mà các bạn không dùng cái email này thì các bạn đổi cái email khác nhá, cho cái email mà các bạn thường dùng vào đây. Đó, cái phần mà trang web này thì mặc định của nó sẽ cho trang web vào đây rồi. Đó, còn cái phần tiểu sự này rất quan trọng nha, các bạn nên cho cái tiểu sự của các bạn vào đây. Với các bạn mô tả về 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 công việc các bạn, là mô tả về bản thân của các bạn vào đây nhé. Các bạn viết một đoạn nào đó, như các bạn thấy thì cái phần này sau này nó sẽ xuất hiện giống như cái bài viết của mình. Ví dụ như là mình có một cái bài viết này chẳng hạn thì nó sẽ xuất hiện ở đây, có cái tên của mình, sau đó có mô tả và tác giả viết cái bài viết này. Thì đây là mình đang là tác giả bài viết trong cái website của mình, thì nó sẽ xuất hiện tên của mình, sau đó có mô tả của mình này. Đó thì đó chính là nơi mà các bạn cần phải viết mô tả đây, thì khách hàng sẽ thấy các bạn ở trong cái bài post của các bạn nha. Đó, ok, thì ở đây thì các bạn cần phải thay đổi cái ảnh đại diện, thay đổi cái ảnh đại diện để sau này nó sẽ ra cái ảnh đại diện như này này. Đó, ví dụ như là sau này các bạn thay đổi ảnh đại diện thì nó sẽ ra
cái ảnh của bạn ở đây. Thì để thay đổi ảnh đại diện thì mặc định của WordPress thì nó không cho phép thay đổi các bạn, không không cho phép thay đổi ở trong WordPress này. Thì các bạn cần phải vào một cái website có tên là Gravatar. Thì các bạn cần phải vào website này để thay đổi cái ảnh này nhá. Để vào được cái này thì các bạn chỉ click vào đây để ra cái tab mới này. Đó, thì nó ngay lập tức nó sẽ ra tab mới. Khi ra tab mới thì các bạn cần phải đăng nhập một cái tài khoản. Đó, thì các bạn nhấn một cái chỗ sign in này. Khi các bạn nhấn sign in thì nó sẽ đưa các bạn đến cái trang đăng nhập hay là một cái trang tạo tài khoản của WordPress nha. Thì ở đây đến đây thì các bạn có thể là các bạn có thể là đăng nhập với Google. Khi mà đăng nhập Google ấy, thì các bạn nhớ là cần phải dùng đúng cái địa chỉ email này. Các bạn cần phải dùng đúng cái địa chỉ email này. Hoặc là các bạn có di chuột vào đây thì các bạn nhấn vào chỗ hồ sơ này thì các bạn sẽ thấy đúng cái địa chỉ email này. Thì khi mà các bạn unlock cái hình ảnh lên trên này thì nó mới đúng cái tên đó nhá. Đó, nó mới xuất hiện cái ảnh ở trong cái WordPress các bạn nha. Đó, thì đây thì mình đã có tài khoản rồi, mình chỉ cần đăng nhập thôi. Còn nếu bạn chưa có tài khoản thì bạn nhấn vào Continue with Google, sau đó đăng nhập đúng cái email mà có ở đây, nó có ở đây nha. Đó, mình Continue với cái email của mình này. Đó, sau đó mình cho mật khẩu này. Đó, ok, khi đến đây thì rất đơn giản thôi. Ở đây thì các bạn nhớ vào chỗ My Gravata này. Sau đó đến chỗ này thì các bạn chỉ cần unlock một cái hình nào đó. Đây, ví dụ có cái phần Add New Image này thì các bạn chỉ cần click vào chỗ này. Sau đó các bạn nhớ vào cái chỗ Add New này. Đó, sau đó các bạn nhớ vào chọn tẹt này. Đó, sau đó các bạn chỉ cần chọn một trong những ảnh mà các bạn có ở trong máy tính của bạn. Sau đó các bạn unlock lên, sau đó các bạn nhấn vào Open. Thì ngay lập tức nó sẽ đưa các bạn đến đến cái phần này. Ngay lập tức nó sẽ đưa các bạn đến cái phần này. Sau đó các bạn chỉ cần tích vào cái hình đó. Đó thì các bạn chỉ cần tích cái hình đó thì ngay lập tức nó sẽ đưa nó sẽ ra cái hình ảnh như này. Đó, sau đó các bạn nhấn lưu lại thì ngay lập tức các bạn sẽ có một cái hình ảnh như này nha. Thì sau đó các bạn qua lại cái trang website của bạn, các bạn chỉ cần vào đây, sau đó các bạn nhấn vào cập nhật hồ sơ này. Đó, khi mà các bạn nhấn cập nhật hồ sơ thì 1-2 phút nào đó hoặc là khoảng 5 phút thì cái hình ảnh này nó sẽ thay đổi nha. Đó chính là cách mà các bạn thay đổi cái hồ sơ của các bạn. Tiếp theo ở dưới này có một số cái quan rất là quan trọng này. Các bạn nhấn vào cái phần mà cài đặt này. Các bạn nhấn vào cái chỗ tổng quan. Cái phần tổng quan này rất quan trọng nha. Ở chỗ này thì đây là tên website của bạn. Thì mặc định của mình lúc mà mình mua cái tên miền này thì mình đặt tên như này. Thì đây thì nếu mà các bạn chưa đúng hoặc là các bạn muốn thay đổi thì các bạn chỉ cần thay đổi vào đây thôi. Ví dụ mình sẽ viết là sinh blog. Đó, ví dụ mình sẽ viết là sinh blog chẳng hạn. Đó, ví dụ mình viết như thế. Sau đó mình sẽ viết là chia sẻ blog du lịch hay là chia sẻ kiến thức chẳng hạn, kiến thức thiết kế website, ví dụ là như thế. Đó, đó ở dưới đây đó, sau khi mà chỉnh sửa xong tên của website rồi thì các bạn lui xuống chỗ này. Các bạn nhớ là tên website của bạn, đây là cái tên website của bạn nha. Các bạn cần phải cho tên giống như cái tên thương hiệu các bạn đó. Còn cái phần là khẩu hiệu thì các bạn mô tả thêm cái trang website của bạn thôi nha. Ở dưới này thì các bạn nếu mà các bạn dùng cái email khác thì các bạn đổi email khác nha. Còn mình sẽ dùng cái email này. Đó, ở dưới cái phần ngôn ngữ này các bạn chọn cho mình là tiếng Việt nha. Đó, múi giờ này thì các bạn chọn cho mình là +7 này. Đó, còn ở dưới này ở nhìn chung là nó như này. Sau đó các bạn nhấn vào lưu thay đổi. Đó, tiếp theo ở dưới này có cái phần các bạn di chuột xuống cái phần mặt đường dẫn tính này cho mình. Click vào chỗ đường dẫn tính. Ở đây mặt định của nó thì nó sẽ là trên này. Đó, mặt định của nó sẽ là như này. Thì các bạn chuyển cho mình là tiêu đề bài viết, sau đó nó sẽ như này. Có nghĩa là khi người ta vào cái trang website của bạn ấy thì nó sẽ có tên website của bạn này, sau đó gạch đến cái bài viết đó. Chứ nếu mà các bạn chọn mặt định ở trên này, sau đó tên website của bạn nó sẽ có gạch, sau đó có chữ gì đó ở đằng sau này. Đó, thì các bạn nhớ là chọn cho mình là tiêu đề bài viết. Sau đó các bạn nhấn vào lưu thay đổi. Ok, đó là một số cài đặt cơ bản ở trong WordPress. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để cài đặt được giao diện cho trang website nha. Để cài đặt được giao diện cho trang website thì các bạn di chuột vào cái phần giao diện này. Sau đó các bạn nhấn vào chỗ giao diện.
Đó đây thì mặt định của nó thì giao diện của nó sẽ là cái 2021. Thì các bạn thấy thì đây mình sẽ đưa cái trang website các bạn thấy này. Thì đây mặt định của nó, các bạn cài đặt cái giao diện này có màu hơi xanh như này. Thì khi mà các bạn thấy cái trang website của bạn thì có màu hơi xanh như này, đúng không ạ? Bởi vì các bạn đã cài đặt cái giao diện này. Thì các bạn hiểu đơn giản giao diện giống như là nó gần giống như là cái áo hay là cái sơn màu nhà các bạn đó. Ví dụ cái nhà các bạn sơn màu đỏ thì người ta sẽ nhìn ở ngoài là màu đỏ, đúng không ạ? Nếu các bạn sơn màu xanh thì người ta sẽ nhìn thấy các bạn cái nhà các bạn màu xanh, hay là giống như cái áo các bạn mặc màu đỏ thì người ta sẽ thấy màu đỏ đó. Thì các bạn hiểu đơn giản giao diện giống như cái áo các bạn đang mặc đó. Đó thì đây thì ví dụ như mình cài cái này chẳng hạn, ví dụ mình nhấn vào kích hoạt cái này. Thì các bạn thấy thì các bạn qua lại cái trang website này, các bạn nhấn vào reset này. Đó thì cái trang website của bạn nó ngay lập tức nó sẽ chuyển ra cái màu đỏ, đúng không ạ? Nó chuyển ra màu đỏ bởi vì các bạn đã cài cái giao diện có tên là có tên là 2020, đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn qua lại cái này chẳng hạn thì nó sẽ chuyển ra màu khác, nó sẽ chuyển ra cái màu xanh, đúng không ạ? Đó thì giao diện đây có rất là nhiều giao diện, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một cái giao diện nó rất là mạnh trong mấy năm nay. Thì cái giao diện này rất là tốt cho những người mới bắt đầu làm website và đặc biệt là cho những người mới bắt đầu làm blog, đúng không ạ? Người ta có những cái giao diện, những cái template rất là đẹp các bạn có thể dùng. Đây thì để cài đặt được cái giao diện đó thì các bạn nhấn một cái chỗ thêm mới này. Đó các bạn thấy đây có rất nhiều giao diện, nhưng mà đây các bạn di chuột ra cái phần bên tìm kiếm này, các bạn search cho mình là Astra. Đó các bạn search cho mình cái tên là Astra. Sau các bạn thấy cái giao diện đầu tiên nó như này. Sau đó các bạn nhấn vào chỗ cài đặt. Đó sau đó các bạn nhấn vào kích hoạt. Đó khi các bạn nhấn vào kích hoạt thì các bạn thấy đây nó đã kích hoạt được cái giao diện này. Các bạn qua lại trang website này, các bạn nhấn reset. Đó các bạn thấy hoàn toàn nó đã thay đổi, đúng không ạ? Cái trang website của bạn đã thay đổi, đúng không ạ? Đó, đó chính là cách mà các bạn cài đặt giao diện nha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cái plugin có tên là Elementor. Elementor là gì? Elementor là cái plugin mã nguồn mở của WordPress, nó sẽ giúp các bạn thiết kế website rất đơn giản. Các bạn chỉ cần kéo thả và copy paste để tạo thành một trang website nha. Để cài đặt được Elementor thì các bạn di chuột vào cái chỗ plugin này cho mình. Sau đó nhấn vào đã cài đặt plugin. Đó thì các bạn mặt định của nó sẽ có một số cái plugin mà khi mà các bạn vừa cài đặt WordPress thì nó sẽ có như này. Thì các bạn cần phải xóa tất cả những plugin này cho mình. Các bạn nhấn vào cái chỗ tích vào tất cả những cái này. Sau đó nhấn vào hành động. Sau đó nhấn vào ngừng kích hoạt. Sau đó nhấn vào áp dụng cho mình. Đó ok, sau đó nó ngừng kích hoạt rồi thì các bạn tích lại cái này. Tích lại cái plugin này. Các bạn vào đây, các bạn nhấn vào cái chỗ xóa này cho mình. Sau đó nhấn vào áp dụng này. Sau đó nhấn vào ok. Đó, ok, khi mà các bạn nhấn vào xóa thì các bạn thấy không có cái plugin nào ở đây rồi, nó đã bị xóa. Thì để cài đặt được Elementor thì các bạn mở cái tab mới này. Đó, mở cái tab mới, sau đó các bạn search cho mình là sinhzan.com gạch Elementor. Sau đó nhấn Enter. Hoặc là các bạn cũng có thể là click vào cái đường link thứ hai ở dưới cái phần mô tả của video này nha. Các bạn có thể click vào cái đường link thứ hai ở dưới cái phần mô tả của video này thì nó cũng đưa các bạn đến cái trang website của Elementor luôn nha. Đó thì đây có một số cái ở đây có một số cái gọi là cái thêm thì các bạn cần phải chọn. Thì các bạn thấy thì Elementor có giá là 49 đô cho một cái trang website, đúng không ạ? Nhưng mà trong cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng hoàn toàn miễn phí mà các bạn không cần phải trả một đồng nào. Bởi vì các bạn mới bắt đầu, đúng không ạ? Thì các bạn cần phải tiết kiệm nhất có thể. Đó thì đến đây, khi mà đến đây rồi thì các bạn nhớ một cái chỗ Get Started này cho mình. Đó khi các bạn nhấn vào Get Started thì nó yêu cầu các bạn cần phải tạo một cái tài khoản. Thì các bạn chỉ cần cho email của các bạn này. Các bạn nhớ là cho đúng cái email mà ở trong khi mà các bạn cài đặt WordPress trong này nha. Còn nếu mà các bạn có email khác thì cũng ok luôn, nhưng mà nếu mà có chung cái đấy thì nó càng tốt, đúng không ạ? Các bạn chỉ cần cho email này, sau đó tạo một cái mật khẩu đâu đó vào đây này. Đó, sau đó các bạn nhấn create create account thì ngay lập tức nó sẽ đưa các bạn đến cái phần này như mình này. Đó, đến cái phần này thì các bạn đăng nhập vào. Sau đó mình nhấn vào đăng nhập này.
Ok, khi nhấn vào đăng nhập thì đây nó sẽ hỏi các bạn một số câu hỏi. Thì đến đây thì các bạn chọn, nếu mà các bạn biết tiếng Anh thì các bạn chọn từng cái. Còn đây thì các bạn có thể chọn bừa cũng được, bởi vì đến chỗ này là người ta khảo sát thôi. Người ta khảo sát xem mình là mình cái gọi là cái level thiết kế web của mình như nào để người ta biết thôi. Còn đây thì mình chọn bừa nào đó nhé. Ví dụ mình chọn bừa nào đó chẳng hạn. Đó, khi mà các bạn chọn bừa nào đó thì nó sẽ đưa các bạn đến một cái trang web khác. Các bạn thấy nó tự động load đưa các bạn đến cái trang web khác này. Đến chỗ này thì các bạn nhấn vào cái chỗ yes, cái phần mà yes này các bạn nhấn vào continue. Đó, khi nhấn vào continue thì nó sẽ đưa các bạn đến cái trang khác này. Đó, khi đến đây thì các bạn nhấn vào cái chỗ install free này cho mình nhé. Đó, click vào install free. Sau đó đến đây này, khi mà đến đây ấy, thì các bạn cần phải copy cái tên miền các bạn vào đây. Thì các bạn qua lại cái trang website này, các bạn thấy đây là tên miền của các bạn copy lại cái này. Các bạn nhấn vào sao chép, các bạn qua lại chỗ này. Sau đó các bạn nhấn chuột phải, các bạn nhấn vào dán này. Đó thì các bạn sẽ nhấn nhấn dán như này á. Sau đó các bạn nhấn vào check out for WordPress này cho mình. Đó, sau đó nó bảo là you are good to go, các bạn nhấn vào install Elementor. Đó, khi các bạn nhấn vào install Elementor thì các bạn thấy ở đây ở cái góc phải này có một cái cài đặt ở đây này. Đó thì các bạn nhấn vào cái chỗ cài đặt này cho mình. Ok, khi các bạn nhấn cài đặt thì ngay lập tức nó sẽ tự động đưa các bạn đến cái trang website của bạn, đúng không ạ? Nó tự động cài đặt vào trang website của bạn. Sau đó các bạn nhấn vào kích hoạt plugin. Đó, ok, khi các bạn nhấn vào kích hoạt plugin thì các bạn thấy các bạn đã có một cái plugin ở đây. Đó, các bạn đã có một cái plugin là Elementor ở đây rồi, đúng không ạ? Tiếp theo mình sẽ hướng cho các bạn làm thế nào để chúng ta cài đặt thêm một cái plugin khác để giúp các bạn có những cái template rất là đẹp. Các bạn có thể là dùng để tạo thành những cái trang blog hay là những cái trang website bán hàng, đúng không ạ? Thì cái plugin này sẽ giúp các bạn có những cái template rất là đẹp, các bạn có thể dùng để sửa thành trang website của bạn. Để cài đặt được cái plugin này thì các bạn di chuột lên trên này có cái phần cài mới này. Sau đó các bạn ra bên tìm kiếm này, các bạn search cho mình là Astra. Đó, khi các bạn nhập search cho mình là Astra thì các bạn thấy có cái gọi là Start Template Elementor Builder hay là cái gì đó đây. Thì các bạn thấy logo y hệt như này, sau đó tạo bởi bạn này, đúng không ạ? Sau đó các bạn thấy có 900.000 cái lượt kích hoạt này, thì các bạn nhấn vào cái chỗ cài đặt này cho mình. Đó, click vào cài đặt này. Sau đó các bạn nhấn vào kích hoạt này. Thì ngay lập tức các bạn thấy là các bạn đã có hai cái plugin ở đây, đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn vào để chúng ta để dùng những cái template cực đẹp để chúng ta thiết kế một cái trang blog nha. Đó, để vào được cái phần đó thì các bạn di chuột vào cái phần này, các bạn thấy là có phần mà C library này. Sau đó các bạn click vào chỗ C library. Đó, ok, khi các bạn click vào đó thì các bạn thấy đây là tất cả những template mà các bạn có thể dùng để sửa thành cái trang website của bạn. Thì trong video này thì mình sẽ hướng các bạn tạo một trang blog, nhưng mà các bạn không nhất thiết là phải tạo một cái trang blog, các bạn có thể tạo bất kỳ trang website nào, website bán hàng hay là website về thương hiệu cá nhân hay là website khóa học gì đó thì các bạn hoàn toàn có thể là tạo được, bởi vì các bạn có cái giao diện hay là những template này các bạn có thể dùng để tạo thành cái trang website của bạn nha. Đó, còn đây thì các bạn có thể sớm này, các bạn có thể vào cái trên trên này, các bạn tích cho mình là blog này. Đó, sau đó các bạn tích cho mình là free này. Đó thì đây là cái template mà mình sẽ hướng các bạn dùng trong cái video này. Nhưng mà nếu mà các bạn không thích tạo blog rồi các bạn tạo cái khác cơ thì các bạn hoàn toàn có thể tạo được. Ví dụ các bạn chọn business chẳng hạn thì các bạn có rất nhiều template để các bạn có thể dùng. Ví dụ các bạn thích cái này chẳng hạn, đúng không ạ? Thì các bạn có thể là nhấn vào import template này thì nó sẽ tải về cái trang website của bạn. Các bạn chỉ cần sửa và các bạn tạo thành cái trang website của bạn nha. Đó, thì đây mình sẽ nhấn qua lại này. Sau đó mình chọn lại đây, mình chọn lại là blog này. Đó, sau đó đây các bạn nhớ là chọn free nha, các bạn mới thấy cái này nha. Đó, sau khi đến đây thì các bạn click vào chỗ này. Thì đến đây các bạn nhấn vào cái chỗ import template complete site này cho mình. Click vào chỗ này. Đó, sau đó đến đây thì các bạn tích vào cái trên này này nha, các bạn tích vào cái chỗ mà delete permission import này. Sau đó các bạn nhấn vào import. Sau đó đến cái phần này thì các bạn click vào cái chỗ skip này cho mình nhé, click vào chỗ skip này.
Đó thì ngay lập tức nó sẽ tải, nó sẽ download cái giao diện này về trang website của bạn. Thì các bạn chỉ cần sửa để tạo thành trang website của bạn nha. Ok, nó đã tải về trang website của bạn rồi. Thì các bạn thấy thì nó đã gọi là import successfully đúng không ạ? Thì đây là cái trang website của bạn trước đó nhá. Thì bây giờ các bạn nhấn reset lại này, các bạn nhấn reset lại này. Đó, các bạn thấy ạ? Các bạn hoàn toàn có một cái trang website siêu đẹp và siêu chuyên nghiệp đúng không ạ? Đó, các bạn thấy này. Đó, đây là trang website của bạn nha. Nó rất đẹp đúng không ạ? Đó, nó rất 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 đẹp. Đó, đây là cái trang website các bạn với tên miền các bạn như này này. Đó. Đó thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chỉnh sửa cái trang website này để trở thành cái website của bạn nha. Đó thì đây các bạn thấy là đây khi mà các bạn vừa import xong thì nó sẽ như này đúng không ạ? Đó thì bây giờ để mình sẽ hướng dẫn các bạn đầu tiên là hướng dẫn các bạn làm thế nào để chỉnh sửa được cái phần menu, cái phần menu đây để chỉnh sửa nó thành tiếng Việt đúng không ạ? Đó là chỉnh sửa cái logo này nữa nha. Đó thì để sửa được cái này thì các bạn nhấn vào cái phần mà tùy biến này cho mình, click vào phần tùy biến. Đó khi các bạn click vào phần tùy biến thì các bạn di chuột xuống dưới này có cái phần mà menu này, click vào phần menu. Sau đó đến chỗ này thì các bạn nhấn cho mình là cái phần primary menu này. Đó thì các bạn thấy đây là home block contact này, các bạn thấy này, home block contact nó nằm đây đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn cần phải sửa, các bạn click vào cái chỗ này. Sau cái phần home này thì các bạn sửa cho mình là trang chủ. Đó các bạn sửa cho mình là trang chủ. Đó các bạn thấy nó đã thay đổi thành trang chủ đúng không ạ? Cái phần block này thì các bạn có thể là giữ nguyên cũng được, hoặc là các bạn có thể chỉnh sửa thành block chia sẻ hay cái gì đó đúng không ạ? Còn mình thì mình giữ nguyên là block nha. Tiếp theo dưới cái phần contact này thì các bạn sửa cho mình là liên hệ. Đó, cái phần sửa cho mình là liên hệ đúng không ạ? Đó. Đó, đó chính là cách mà các bạn sửa menu ở trên này. Sau đó các bạn nhấn vào đăng này. Đó, khi các bạn nhấn vào đăng thì ngay lập tức cái phần này nó đã được lưu nha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cái phần logo này. Thì các bạn thấy có cái phần cái bút đây này, các bạn click cái bút này. Đó, thì ngay lập tức nó sẽ đưa các bạn đến cái trang này. Thì các bạn thấy đây là cái bút, các bạn click vào này thì nó sẽ đưa ra các bạn đến cái phần logo này. Đó, thì làm thế nào để tạo được một cái logo thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo logo luôn cho cái blog các bạn nha. Để tạo được logo thì các bạn mở cái tab mới này, các bạn mở cái tab mới của Google này. Các bạn search cho mình là logo. Các bạn search cho mình là logo maker này nhá. MAKER này, các bạn click vào đây. Đó, các bạn sẽ thấy là logo maker như này. Sau đó các bạn click vào cái trang web đầu tiên nha. Ok, khi đến đây các bạn bỏ tích cái này đi. Thì đây có rất nhiều cách các bạn thể tạo cái logo siêu đẹp luôn. Đây thì ở đây có một số cái chức năng khi mà các bạn di chuột lên trên này thì các bạn thấy đây có rất 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 nhiều icon mà các bạn có thể là sử dụng này. Đó, rất nhiều icon các bạn có thể sử dụng để tạo thành cái logo của các bạn, hoặc là các bạn có thể search trực tiếp lên trên này. Ví dụ các bạn search là car chẳng hạn. Đó, ví dụ các bạn search là car, sau các bạn nhấn enter chẳng hạn thì các bạn thấy ngay lập tức là có rất nhiều icon ở đây, hoặc là các bạn có thể là chọn cái này này. Đó, các bạn có thể chọn cái này, hoặc là các bạn có thể chọn những cái shape như này để tạo logo đúng không ạ? Đó, rất nhiều cách các bạn có thể chọn luôn, hoặc là bạn nào mà làm du lịch có thể nhấn vào cái chỗ natural này để chọn những cái icon như này đúng không ạ? Còn đây thì mình sẽ vào rất đơn giản, mình sẽ chọn một trong những cái này. Đó, đây mình ví dụ như là đây mình ví dụ như mình chọn cái này chẳng hạn, tích vào đây thì các bạn thấy thì mình đã có một cái logo ở đây, à mình đã có một cái logo icon. Đó, ở đây logo icon này rất đẹp đúng không ạ? Thì đây thì các bạn có thể là chỉnh sửa màu này. À, ví dụ như là đây mình sẽ chọn là cái màu của mình sẽ là màu đen đúng không ạ? Đó, ví dụ mình sẽ mình tắt tất cả cái này đi để cho nó đỡ rối mắt này. Đó, mình tắt cái này đi, tắt cái này nữa đi, mình tắt cái này đi. Đó, mình tắt cái này để cho nó đỡ rối mắt. Các bạn có thể là chọn màu này, ví dụ các bạn chọn màu đen chẳng hạn. Ví dụ đây là mình chọn màu đen nha. Còn của các bạn có thể là chọn màu khác đúng không ạ? Đó, đây mình chọn màu đen như này. Sau đó đây, các bạn có thể là cho chữ này, click của chỗ này cho chữ này. Đó, tích vào cái này thì ngay lập tức nó sẽ bay ra cái trang này. Đó, đây. Rồi mình sẽ cho chữ ví dụ như là sinh, mình chỉ cần biết là sinh block chẳng hạn. Ví dụ mình viết như thế đúng không ạ? Đó, đây thì các bạn nhớ là nếu mà các bạn viết tiếng Việt ấy thì các bạn cần phải lên trên cái phần run này.
thì các bạn chọn cho mình có cái font tên là đây mình xem này. Các bạn chọn cho mình cái font tên là Ara này thì nó mới nó cái chữ của các bạn thì mới có thể viết tiếng Việt nha. Còn đây thì mình không có dấu thì mình có thể là chọn bất kỳ chữ nào. Các bạn mình sẽ chọn ví dụ mình chọn này. Sau mình sẽ cho nhỏ lại. Đó, sau mình sẽ kéo nó to ra. Đó, ví dụ như thế. Đó, ví dụ như này. Sau mình sẽ cho màu đen này. Đó, mình đã có một cái logo rồi nhé. À, ví dụ như này đúng không ạ? Đó, cái này là cái logo của mình chẳng hạn. Ví dụ là như vậy. Còn các bạn có thể tạo bất kỳ như nào các bạn muốn ạ. Còn đây thì khi mà mình tạo xong rồi thì các bạn khi mà tạo xong rồi thì các bạn nhấn vào cái chỗ này này, các bạn chữ C logo này. Sau đó đến đây thì nó bảo là cần phải trả 19 đô nếu mà các bạn muốn tải cái logo này đẹp và chất lượng. Còn đây thì mình không muốn thì các bạn chỉ cần nhấn vào no thank you này. Đó, sau đó các bạn tải về cái phần này nhìn chung là các bạn tải cái logo với cái chất lượng bình thường là đã rất ok rồi. Các bạn nhấn vào cái chỗ này. Đó, click vào cho nó tự động tải về. Đó, sau đó các bạn đặt một cái tên nào đó, ví dụ như là mình sẽ đặt tên là sinh blog chẳng hạn. Đó, blog logo. Các bạn nhớ là cần phải lưu một cái file mà các bạn nhớ nhé. Đó, sau đó mình nhấn vào save. Đó, ok, mình đã có một cái logo rồi nha. Tiếp theo mình sẽ hướng các bạn làm thế nào để tạo được một cái icon cho trang website. Thì các bạn thấy thì ví dụ cái trang website này chẳng hạn thì nó có một cái icon bé bé ở trên này này. Có một cái icon đây. Hoặc là cái trang website này thì nó có một cái icon bé bé ở đây. Hoặc là ví dụ các bạn vào Facebook chẳng hạn. Ví dụ các bạn vào Facebook chẳng hạn thì Facebook nó lại có một cái icon bé ở đây này. Đó thì đó chính là icon logo nha. Thì mình sẽ hướng các bạn tạo cái phần đó nữa. Thì để tạo được cái phần đó thì các bạn tắt cái này. Đó mình sẽ xóa cái này đi. Đó, mình sẽ xóa cái này đi. Đó. Đó, thì mình xóa cái này đi thì mình sẽ lấy cái này thôi. Đó, để xóa được cái này thì các bạn nhấn vào cái chỗ này trên này nhé, ở dưới này nhé, các bạn thấy có cái thùng rác này, các bạn nhấn remove hoặc là các bạn nhấn vào chỗ delete ở trong bàn phím thì cũng có thể xóa được, đúng không? Còn đây thì mình ví dụ mình lấy cái này là cái logo icon luôn. Sau đó mình nhấn vào save. Sau đó mình nhấn vào no thank you. Đó là sau đó mình sẽ viết là xin blog logo icon, sau đó mình nhấn enter. Đó thì nó sẽ lưu lại cho mình hai cái logo rồi. Ok, vậy là mình đã có hai cái logo rồi. Tiếp theo này mình qua lại trang website để mình thay đổi logo này, các bạn thấy đây đó, khi mà đến đây thì các bạn nhấn vào chỗ thay đổi logo này, này. Đó. Sau đó các bạn vào chỗ tải file này, các bạn nhấn vào chọn tập tin này. Đó, sau đó các bạn vào cái file vừa nãy các bạn tải ảnh xuống này. Các bạn tìm cái logo vừa nãy mà các bạn đã tạo. Đây, đây cái logo vừa nãy này. Đầu tiên là mình chọn cái logo trước này. Sau đó nhấn open này. Đó, mình đã có logo. Các bạn nhớ là cần phải mô tả nhé. Ví dụ các bạn mô tả là sinh blog logo chẳng hạn. Khi mà các bạn mô tả như này thì nó sẽ giúp cho cái phần SEO cái trang trang blog các bạn. Nếu các bạn chưa hiểu SEO là gì thì các bạn hiểu đơn giản là khi mà các bạn tối ưu hình ảnh như này thì các bạn khi mà người ta search cái từ khóa này ở trên Google thì khả năng người ta sẽ thấy cái trang website của bạn lớn hơn rất là nhiều so với việc mà các bạn chỉ cần upload hình ảnh linh tinh hay là không không có cái file tên này nha. Thì các bạn nhớ là cái phần phần mà van bản thay van bản thay thế này các bạn nhớ và cho tên này. Đó, như là cho tên này, cái phần chú thích này các bạn mô tả thêm nha, ví dụ như là đây là logo sinh rằng blog, sinh rằng blog chẳng hạn. Đó, các bạn mô tả thêm này, ở dưới này các bạn cũng phải mô tả thêm nha. Đó, như thế này thì gọi là tối ưu SEO cho hình ảnh. Thì các bạn nhớ là bất kỳ khi nào các bạn có lắm một cái hình ảnh nào đó lên trên này thì các bạn cần phải nhớ này, mô tả tất cả những cái này thì nó mới chuẩn SEO nha. Đó thì sau khi mô tả hết rồi thì các bạn nhấn vào chọn này. Đó thì đến đây thì các bạn nhấn là bỏ cắt cho mình nha. Nếu mà các bạn nhấn vào cắt ấy thì nó sẽ cắt như này. Đó thì các bạn cần phải di chuột như này thì nó mới không cắt được. Còn đây thì mình nhấn bỏ cắt thì nó sẽ không cắt nha. Đó. Đó các bạn thấy thì mình đã có một cái logo ở đây rồi đúng không ạ? Đó đây là một cái logo của mình đã có ở đây.
Tiếp theo là thế nào để thay đổi cả icon đúng không ạ? Bây giờ các bạn thấy để có cái icon là có cái hình trái đất đây đúng không ạ? Thì các bạn di chuột xuống dưới này, các bạn thấy có cái phần mà biểu tượng sign này này, click ở chỗ biểu tượng sign này, các bạn chọn cái đúng không nào nhé? Đó, các bạn click vào cái này, sau đó các bạn nhấn vào tải lên này, nhấn vào chọn tập tin này, đó, sau đó các bạn chọn lại đúng cái icon đó, đây, đây cái icon này, sau đó nhấn vào open. Đó, thiếu nhấn vào open, sau đó nhấn vào chọn này. Đó, các bạn thấy này, mặt định của nó sẽ là có icon như thế này, này. Đó, nó sẽ như này, sau đó các bạn nhấn vào bỏ cắt cho mình. Các bạn thấy nha, ngay lập tức trên này nó đã thay đổi thêm một cái icon khác đúng không ạ? Đó chính là cách mà các bạn có thể thay đổi icon ở trong trang website các bạn nha. Đó, sau đó các bạn nhấn vào đăng này. Đó, sau đó nhấn vào cái này, dấu ít này để tắt cái này đi. Đó, ok, thế là mình đã hướng dẫn các bạn là chỉnh sửa logo này, chỉnh sửa menu cho trang website của bạn rồi nha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chúng ta chỉnh tối ưu cái trang này để chuẩn SEO nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn vào chỉnh sửa cái phần trang này để, bởi vì khi mà các bạn vừa sửa là nó đã chuyển như này rồi, nhưng mà các bạn cần phải sửa cái URL hay còn gọi là cái link của nó. Thì để sửa cái này thì các bạn qua lại cái phần này, sau đó nhấn vào bản tin này, sau đó các bạn di chuột vào cái phần trang này cho mình, sau đó nhấn vào tất cả trang này. Thì đây các bạn thấy đây này, các bạn cần phải chỉnh sửa tất cả những cái này thành tiếng thành tiếng Việt nha. Đó thì các bạn thấy thì đây có một số cái trang mà các bạn không dùng đấy này, ví dụ như ở đây trang chủ các bạn, đây là cái trang chủ các bạn nha, các bạn thấy là các bạn có trang chủ blog liên hệ này, đó đây có cái phần home này, contact này, blog này, thì cái trang này thì mình sẽ xóa đi, những cái trang khác mà các bạn không thấy liên quan thì các bạn xóa đi nha. Mình nhấn vào cho vào thùng rác này, nhấn vào thùng rác, đó ngay lập tức nó sẽ xóa đi rồi. Đó, sau đó đây các bạn cần phải chỉnh sửa làm thế nào để nó chuyển thành tiếng Việt đúng không ạ? Các bạn nhớ ví dụ cái home này thì các bạn nhớ một cái chỗ sửa nhanh này cho mình, sau đó home này các bạn sửa cho mình là trang chủ, các bạn copy lại, đó, chuột phải, sau đó nhấn vào sao chép này, sau đó cái phần đường dẫn này các bạn paste lại chỗ này, sau đó các bạn nhấn enter. Đó, các bạn chỉ cần nhấn enter thì nó tự động chuyển nha. Đó, tiếp theo cái phần contact này các bạn sửa cho mình là liên hệ. Đó, sau đó các bạn copy lại nha, các bạn paste vào ở dưới cái phần đường dẫn này, sau đó nhấn enter tiếp này. Đó, còn cái phần blog thì các bạn giữ nguyên, mình nghĩ là blog thì người Việt ai cũng hiểu đúng không ạ? Đó, đó chính là cách mà các bạn sửa làm thế nào để URL hay gọi là những cái tiêu đề này nó chuẩn SEO nha. Đó, tiếp theo các bạn qua lại này. Đó đây, thì khi mà các bạn sửa xong hết thì mọi thứ nó là ok rồi nha. Đó, các bạn thấy này, mọi thứ ok rồi. Đó, mọi thứ nó đã ok. Đó. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chỉnh sửa từng trang ở trong cái trang website của bạn. Đó, đầu tiên là các bạn nhớ một cái chỗ trang chủ này cho mình. Thì mặt định của nó trang chủ là nó sẽ như là cái trang website của bạn, trang đầu tiên rồi. Sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ mà sửa với Elementor này cho mình, click vào sửa với Elementor. Ok, khi các bạn nhấn sửa với Elementor thì các bạn thấy khi mà các bạn di chuột ra đây nó có một cái lớp nó có một cái lớp bé như này đúng không ạ? Đó, thì đây đây thì các bạn sẽ làm việc với Elementor tất tần tật trong cái trang website này. Thì nếu mà các bạn chưa biết Elementor là gì thì các bạn có thể xem cái video mà mình đã hướng dẫn, hoặc là bạn nào chưa biết làm thế nào để sử dụng được Elementor thì các bạn có thể lên trên YouTube này. Các bạn có thể lên trên YouTube, sau đó mình đã có những cái bài giới thiệu rất là chi tiết về Elementor. Thì các bạn có thể search là Elementor tất tần tật. Đó, các bạn có thể là search là Elementor tất tần tật. Thì mình đã có những bài hướng dẫn rất là chi tiết về Elementor rồi. Các bạn thấy là mình đã có những cái bài hướng dẫn rất là chi tiết. Thì nếu mà bạn nào chưa biết làm thế nào để sử dụng Elementor thì các bạn có thể dùng, các bạn có thể là lên trên YouTube để xem nha. Còn đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn phần cơ bản nhất. Đây thì cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn khi mà các bạn di chuột vào đây thì các bạn thấy có một cái lớp này đúng không ạ? Thì ví dụ các bạn muốn sửa cái chữ này chẳng hạn thì ngay lập tức nó sẽ có cái bút đây này. Các bạn click cái bút này. Đó thì đây, hoặc là các bạn có thể bôi đen chỗ này lại, sau đó các bạn viết thôi đúng không ạ? Rất đơn giản. Ví dụ như chỗ này gọi là let's create your, thì mình có thể là hide
Hãy chia sẻ. Hãy chia sẻ. Sau mình nhấn chấm chấm chẳng hạn. Sau đó ở dưới này các bạn có thể là bôi đen này. Hãy chia sẻ kiến thức chẳng hạn. Sinh chẳng hạn, ví dụ như là mình viết là hãy chia sẻ kiến thức cùng sinh chẳng hạn đó, hoặc là các bạn có thể viết giống như là bạn này viết này, mình sẽ viết là đó, mình sẽ viết giống như bạn này đó, ví dụ hãy chia sẻ kiến thức cùng sinh chẳng hạn đó. Sau đó đây các bạn có thể là có cái phần read more này, thì các bạn sửa cái này, các bạn chỉ cần click cái bút này, xong các bạn thấy đây có phần read more nó nằm đây này, thì các bạn chỉ cần sửa ở đây, hoặc là các bạn có thể click vào chỗ này để sửa trực tiếp ở trong này luôn, đúng không ạ? Đây mình sẽ sửa bên này này, ví dụ mình sẽ sửa thành xem thêm đó, mình sẽ sửa thành xem thêm chẳng hạn, hoặc là cái phần watch video này các bạn click vào chỗ này, xong các bạn sửa thành xem video, hoặc là sửa thành cái gì đó đúng không ạ, xem video đó, ví dụ như vậy đúng không ạ? Đó thì đây là cái cơ bản nhất để các bạn sửa chữ này đó, các bạn muốn sửa cái nào thì các bạn chỉ cần click vào đó, sau đó sửa bên này hoặc là sửa trực tiếp vào đây thôi, thì sửa vào Elementor nó siêu đơn giản như vậy nha đó. Hoặc là nếu mà các bạn không thích một phần nào đó thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái chuột phải này, sau đó nhấn vào cái phần mà xóa này này, hoặc là các bạn di chuột ra đây, thì các bạn không thích cái nào thì chỉ cần nhấn vào dấu ít này này nó xóa, hoặc là các bạn nhấn chuột phải để nhấn vào cái xóa này này, nó rất đơn giản như vậy đúng không ạ? Thì làm thế nào để thay đổi cái hình ảnh đằng sau đúng không ạ? Để thay đổi cái hình ảnh đằng sau thì các bạn nhấn vào cái chỗ này này, nhấn vào cái mấy cái dấu chấm này, sau đó các bạn vào chỗ phần kiểu này đó, các bạn thấy có cái hình ảnh đây thì các bạn click vào đây, các bạn có thể là thay đổi cái hình ảnh này thành hình ảnh khác này, ví dụ các bạn thay đổi cái hình ảnh này thành ảnh này chẳng hạn đó, sau đó nhấn vào chèn chẳng hạn đó, các bạn thấy là nó đã đổi thành ảnh khác đúng không ạ? Đó đó chính là cách mà rất đơn giản các bạn có thể là thay đổi hình ảnh, hoặc là nếu mà các bạn không muốn hình ảnh này thì các bạn nhấn vào tải hình ảnh lên, tải tải file lên này, thì các bạn nhấn vào chọn tập tin này, sau đó các bạn tải bất kỳ cái hình nào đó lên cái trang đó thì nó sẽ thay đổi nha. Đó đó chính là cách mà rất đơn giản các bạn có thể là tải cái hình ảnh lên đúng không ạ? Còn mình chọn đúng cái ảnh này thì các bạn nhớ là khi mà các bạn upload một cái hình nào đó, các bạn muốn đẹp như cái hình này thì các bạn cần phải cho hình ảnh, ví dụ ảnh này thì bên bên tay trái nó sẽ nhìn thấy nhiều hơn, bên tay phải sẽ thấy người đây đúng không ạ? Thì các bạn cần phải làm một cái ảnh nó cũng như này thì nó mới đẹp nha. Hoặc là cái size của nó, các bạn cần phải chú ý cái size này, size của nó là 1920 đến 1279 chẳng hạn, thì chỗ này thì các bạn cần phải tạo một cái hình ảnh nó size giống y hệt như này, thì khi mà các bạn upload lên trên trên này thì nó mới đẹp như vậy nha. Đó thì nếu mà các bạn chưa biết làm thế nào để tối ưu size hình ảnh cho nó đẹp, cho nó chuẩn ấy, thì các bạn có thể là xem cái video dài mà mình hướng dẫn các bạn thiết kế website, mình đã có cái phần mà tối ưu hình ảnh thì các bạn vào đó các bạn xem nha. Thì nhìn chung là rất đơn giản đấy, các bạn dùng Canva để làm, nếu bạn nào đã biết Canva thì các bạn có thể vào đó để tối ưu size rất là nhanh đúng không ạ? Đó thì đây mình sẽ bỏ qua cái bước mà tối ưu size trong cái video này, sau đó các bạn nhấn vào cái chuột chèn media này cho mình đó, thì khi mà các bạn upload thì nó sẽ thay đổi cái hình ảnh đằng sau như này đó, bây giờ rất là đẹp rồi đúng không ạ? Thì để sửa được những cái phần khác thì các bạn tương tự như vậy đó, sửa được những phần khác thì các bạn chỉ cần click vào đây, sau đó sửa thôi, click vào đây thì các bạn có thể là sửa thành những chữ khác, nó click vào đây sửa đó, click vào đây để sửa thành cái khác, nó rất đơn giản như vậy đúng không ạ? Đó đó chính là cách mà các bạn có thể là sửa bất kỳ nơi đâu, sửa bất cứ cái gì ở trong cái phần này đúng không ạ? Ví dụ cái phần happy, ví dụ my happy client này chẳng hạn, thì các bạn có thể là sửa, các bạn có thể sửa ví dụ như là đánh giá của khách chẳng hạn, đánh giá của khách, đánh giá của khách hoặc là khách hàng nói về chúng tôi chẳng hạn đúng không ạ? Ví dụ các bạn muốn sửa cái hình này chẳng hạn thì các bạn click vào đây, sau đó đây này mô tả này, các bạn sửa mô tả này, các bạn sửa cái hình ảnh của cái bạn này đang cười này, đó nó rất đơn giản đúng không ạ? Các bạn có thể sửa này, sau đó các bạn có thể là tên, ví dụ tên chẳng hạn, tên của bạn này là Sebra cái gì đó thì nó đây này, các bạn sửa chỗ này này đó 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 chính là cách mà các bạn có thể là
Các bạn có thể sửa trong Elementor rất đơn giản thôi. Còn nếu mà các bạn không thích cái phần này thì nhấn vào dấu ít để xóa đi. Hoặc là nếu mà các bạn muốn sửa những cái ảnh này thì chỉ cần click vào đây để sửa ảnh thôi, đúng không ạ? Đó, sửa từng cái như này, này. Rất đơn giản, đúng không ạ? Đó. Tiếp theo những cái phần khác thì tương tự như vậy, đúng không ạ? Đó, đây thì cái phần quan trọng nhất là cái phần block này. Cái phần block này thì các bạn có thể là ví dụ các bạn muốn thêm một cái gì đó vào đây chẳng hạn, thì đây các bạn di chuột vào cái phần này. Đó, ví dụ các bạn thêm một cái gì đó, đây là những cái block chẳng hạn, thì các bạn để di chuột đây, bê cái này vào đây. Đó, các bạn bê một cái gì đó. Đây, đầu tiên này các bạn nhấn vào cái phần dấu cộng này cho mình trước này. Dấu cộng, sau đó các bạn nhấn vào cái phần, các bạn thấy cái phần này, có cái phần chấm chấm này đây nhé, thì các bạn bê cái này vào đây. Đó, các bạn thấy, khi các bạn bê vào đây thì ngay lập tức nó sẽ có một cái bạn, nó có tiêu đề mới. Thì các bạn viết, các bạn có thể là viết bất kỳ cái gì đúng không ạ? Đó, đây mình ví dụ như là mình sẽ viết là, mình sẽ viết là blog mới nhất chẳng hạn, chia sẻ mới nhất. Đó, mình ví dụ như mình sẽ viết là chia sẻ mới nhất chẳng hạn. Đó, thì đây nó ý của nó là đây là những cái bài chia sẻ mới nhất đúng không ạ? Đó, mình nhấn vào đây, sau đó mình nhấn vào căn chỉnh, các bạn nhấn vào chỗ căn chỉnh giữa này thì nó sẽ vào giữa đúng không ạ? Đó, và các bạn thấy thì ở trên này nó hơi dính cái phần trên đúng không ạ? Nó hơi dính cái phần trên thì các bạn có thể là cho khoảng cách này, các bạn nhấn vào cái bút này này, sau đó các bạn nhấn vào chỗ nâng cao này, sau đó nhấn vào cái chỗ padding này, các bạn click cái này đi, sau đó các bạn nhấn bên trên, các bạn cho khoảng cách là 50 chẳng hạn, thì các bạn thấy ngay lập tức ở trên phần này nó sẽ có một khoảng cách nào đó là 50 đúng không ạ? Đó, đó thì các bạn thấy là nó siêu đẹp rồi đúng không ạ? Đó, thì đây này những cái khác thì tương tự như vậy, ví dụ các bạn muốn sửa cái này chỉ tích vào đây, sau đó sửa bên này này. Đó, tích vào đây, sau đó sửa cái phần này, click vào đây, sửa đây. Đó, các bạn hoàn toàn rất là dễ, các bạn có thể sửa trong phần Elementor này đúng không ạ? Đó, nói chung là sửa với Elementor thì nó cực siêu dễ rồi nha. Đó, còn đây thì đây ví dụ như khi mà các bạn có một cái bài viết nào đó thì các bạn cần phải copy link để trong này nha. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cái phần này thêm trong cái phần mà tạo blog nha. Đó, thì tương tự dưới này nếu các bạn muốn sửa cái hình đằng sau hoặc là gì đấy, sửa những cái này thì tương tự như vậy. Thì làm tương tự như vậy cho tất cả các trang nha. Các bạn có thể sửa như vậy cho cái phần mà liên hệ nữa. Đó, cái phần blog này làm tương tự như vậy nha. Đó, sau khi ok rồi thì các bạn nhấn vào cái phần cập nhật này cho mình nha. Nhấn vào cập nhật này. Đó, sau khi nhấn cập nhật thì các bạn nhấn vào cái chỗ send chất thay đổi này. Đó, các bạn nhớ click cái bút này. Thì các bạn thấy trang website của bạn nó đã thay đổi. Ví dụ hái chia sẻ chẳng hạn. Đó, thì mình đang viết sai cái từ hái. Ví dụ mình cho... đây mình sẽ sửa thành chỗ này hãy chia sẻ kiến thức cộng sinh chả mình nhấn cập nhật lại đó thì các bạn nhớ mà cập nhật lại các bạn nhớ một cái mắt này để xem này đó các bạn thấy là nó đã thay đổi đúng không ạ? Đó rất đơn giản, các bạn có thể là chỉnh sửa bất kỳ cái gì như nhau cả. Đây tiếp theo là cái phần mà liên hệ này, cái phần liên hệ, sửa cái phần liên hệ này tương tự như là cái phần tương tự như là cái phần mà ở trang chủ nha. Nhưng mà nó có một cái khác là các bạn cần phải sửa form này đúng không ạ? Đó thì trước tiên là mình sẽ hướng các bạn làm thế nào để sửa cái phần này. Thì tương tự như vậy thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái chỗ sửa với Elementor này. Thì khi mà các bạn nhấn vào sửa với Elementor thì ngay lập tức nó tương tự như cái phần trang chủ mà mình hướng dẫn các bạn sửa. Nhưng mà các bạn thấy cái form này đang lỗi thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cái phần này sao. Đó, thì đây đó thì các bạn sửa tương tự như phần trên mình hướng dẫn nha. Thì phần này mình sẽ bỏ qua đây đó, mình sẽ nhấn vào send chất thay đổi này. Đó ok, đó chính là cách mà các bạn sửa phần liên hệ này. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để sửa cái form này thành cái form khác đúng không ạ? Với các bạn thấy đây có phần name này thì nó đang là tiếng Anh đúng không ạ? Mình làm thế nào để sửa thành tiếng Việt đúng không ạ? Thì các bạn di chuột lên trên này có phần blog này, các bạn nhấn vào chỗ bản tin này cho mình. Khi các bạn nhấn vào chỗ bản tin này thì các bạn di chuột ra cái phần mà WP form này cho mình. Sau các bạn di chuột với phần old form. Khi các bạn nhấn vào chỗ old form này thì các bạn thấy có rất là có hai cái form ở đây. Đầu tiên là các bạn cần phải di chuột ra bên chỗ này. Sau các bạn nhấn vào cái các bạn vào đây. Các bạn qua lại cái phần này. Sau đó các bạn nhấn vào cái edit này cho mình. Nhấn vào chỗ edit này nha. Đó, ok các bạn thấy này, có nó nằm đây này. Đó các bạn click vào chỗ này. Đó, sau đó khi mà các bạn click chỗ này thì đây có một số cái này. Ví dụ cái phần name này thì các bạn sửa cho mình là
họ và tên, đúng không ạ? Đó thì các bạn thấy nó đã sửa thành họ và tên, đúng không ạ? Còn cái phần này thì các bạn chọn cho mình là simple này nha. Bởi vì khi mà người ta, mình thấy người Việt của mình chứ nhiều khi người ta vào trong cái font ấy, người ta thích là cái phần mà cho họ và tên luôn chứ không phải cho họ trước tên sau, đúng không ạ? Đó. Thì đây tiếp theo là cái phần mà email này, thì các bạn có thể sửa thành đâu đó, ví dụ email tốt nhất của bạn hoặc là cái gì đó, đúng không ạ? Còn đây thì mình chỉ cần cho email thôi. Nếu mà bạn nào muốn sửa thành email tốt nhất thì các bạn có thể cho như thế, đúng không ạ? À, email tốt nhất cho ví dụ như thế. Đó, ví dụ là email tốt nhất chẳng hạn của bạn. Và đây. À, email tốt nhất của bạn vào đây. Đó, ví dụ như thế. Còn cái phần content ở messenger này thì các bạn có thể sửa thành chi tiết yêu cầu của bạn. Đó, mình sẽ sửa thành chi tiết yêu cầu của bạn chẳng hạn, đúng không ạ? Sau đó cái phần get started này các bạn click ở chỗ này này. Đó, các bạn thấy đây, let get started, các bạn sửa cho mình là gửi. Đó, các bạn sửa cho mình là gửi. Đó, ok. Còn cái phần sending này các bạn sửa cho mình là đang gửi. Đó, các bạn thấy ạ, khi mà các bạn sửa xong này. Đó, các bạn qua lại cái phần general. Các bạn qua lại cho field này, các bạn thấy là mọi thứ đã sửa thành tiếng Việt, đúng không ạ? Họ và tên này, email tốt nhất của bạn vào đây, hoặc là cho email tốt nhất của bạn vào đây, hoặc là chi tiết yêu của bạn, đúng không ạ? Sau đó cái phần gửi đây. Sau đó các bạn nhấn vào chỗ save này. Đó, ok, sau khi nhấn vào save thì các bạn qua lại trang website, các bạn nhấn vào cái phần mà liên hệ này. Đây, cái phần liên hệ là đang bị lỗi, đúng không ạ? Thì các bạn thấy ở đây nó qua lại rồi. Đó. Ok, khi các bạn nhấn vào cái phần liên hệ thì các bạn di chuột xuống dưới này. Các bạn thấy nó đã thay đổi thành họ và tên, email tốt nhất của bạn vào đây, chi tiết yêu của bạn, sau đó cái phần gửi đây, đúng không ạ? Đó, đó chính là cách mà các bạn có thể là thay đổi ở trong cái phần mà ở trong cái phần contact, ở phần liên hệ nha. Tiếp theo các bạn thấy ở dưới này làm thế nào để thay đổi được những cái icon này, đúng không ạ? Thì tương tự như vậy, thì các bạn di chuột ra cái chỗ này, các bạn nhấn vào chỗ sửa với Elementor. Đó, các bạn di chuột xuống này, các bạn để sửa được những cái icon này thành Facebook của bạn thì các bạn click cái bút này. Sau đó các bạn thấy có cái phần Facebook này đây. Thì các bạn copy cái link Facebook của bạn vào đây nhé. Mình ví dụ như là có một cái link nào đó. Mình ví dụ như cái này là cái link Facebook của mình đi, đúng không ạ? Đó, ví dụ Facebook thì mỗi một cái Facebook thì luôn là có một cái link nhé. Mình nghĩ là cái phần này mình không cần mình giải thích nhiều cho các bạn hiểu, đúng không ạ? Đó, sau đó các bạn copy cái link, sau đó các bạn paste vào đây này. Thì khi người ta click vào cái Facebook của bạn thì người ta sẽ đưa nó sẽ đưa ra một cái trang mới để người ta đến cái Facebook của bạn, đúng không ạ? Thì tương tự như vậy, các bạn có thể là cho tất cả những cái Twitter, còn nếu mà các bạn không có Twitter thì các bạn có thể xóa, hoặc là các bạn không có cái Tumblr này, các bạn có thể là tích vào dấu ít này để xóa này, hoặc là nếu mà các bạn muốn thêm cái gì đó thì các bạn có thể thêm, nhấn vào chỗ thêm này, sau đó nhấn vào chỗ icon này, sau đó các bạn thêm một cái gì đó, ví dụ như là mình cho vào Pinterest chẳng hạn, sau đó mình nhấn vào chèn. Nếu bạn thấy thì đây mình đã có Pinterest, sau đó mình chỉ cần copy cái link profile Pinterest của mình vào đây là ok rồi nha. Đó, đó chính là cách mà các bạn có thể chỉnh sửa trong cái phần này. Đó, sau đó các bạn nhấn vào cập nhật này. Đó, ok. Đó, let me help you find the perfect. Đó, các bạn thấy là đây tương tự như cái phần trên ấy, thì các bạn có thể sửa nha. Đây mình ví dụ như là mình dịch cái này thành tiếng Việt đi. Đó, mình nhấn vào Google dịch chẳng hạn. Đó, mình dùng Google dịch rất là nhiều. Đó, hãy để tôi giúp bạn tìm được vẻ ngoài hoàn hảo. Cũng hay. Đó, khi mình paste vào đây này, đó các bạn thấy ạ. Nó siêu đẹp đúng không ạ? Đó, đó chính là cách các bạn sửa cái phần mà gọi là phần liên hệ nha. Sau đó khi ok rồi các bạn nhấn vào cập nhật này. Đó, sau đó các bạn nhấn vào send trước thay đổi này. Đó, tắt cái này đi. Đó, ok. Đó, khi mình tắt đi thì các bạn thấy mọi thứ đây thay đổi này. Đó, ok. Thì ở trong cái phần này thì các bạn nhấn vào cái phần save này nhé. Trong cái phần vừa nãy các bạn lưu ấy. Tắt cái này đi. Mình tắt cái này nữa, mình tắt cái này nữa, mình tắt cái này nữa để mình còn đúng lại cái trang website này thôi, đúng không ạ?
Ok, đó chính là cơ bản nhất mà các bạn sửa hai phần trăm hai cái trang này. Thế làm thế nào để thay đổi được cái phần block này đúng không ạ? Bởi vì đây các bạn thấy là có rất nhiều block chia sẻ như này này. Đó, block chia sẻ này. Đó, nó rất đẹp đúng không ạ? Đó, làm thế nào để thay đổi cái phần này đúng không ạ? Rất đơn giản, cái phần này thì các bạn cần phải tạo một cái bài viết mới, những cái block mới nha. Nhưng trước tiên thì các bạn nhập vào cái phần sửa trang này cho mình. Click vào phần sửa trang này. Thì đây để các bạn xem, để các bạn xem, các bạn sẽ xem cái phần này, các bạn có thể sửa cho cái phần này các bạn thấy ạ. Nó như này. Đó, nó sẽ như này, nó có những cái bài post ở đây. Đó, nó sẽ mặc định của nó sẽ nó có những cái bài post đây đúng không ạ? Đó, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để cho những bài viết mới, làm thế nào để tạo cái trang như này nha. Đó, tiếp theo các bạn nhấn vào cái phần này này, các bạn nhấn vào cái phần này, nhấn vào cái logo này, sau đó các bạn nhấn vào rời khỏi cho mình. Đó đây, sau đó các bạn di chuột vào cái phần bài viết này, các bạn thấy tất cả bài viết. Các bạn thấy đây là tất cả những cái bài viết mà khi vừa nãy các bạn tải cái template về thì nó đã có trong cái trang website của bạn. Đây đây ví dụ như mình các bạn mở cái trang này, các bạn nhấn vào cái phần blog này. Đó thì đây là tất cả những cái bài viết mà nó có ở trong này. Đó thì đây ví dụ như daily make it this chẳng hạn, thì các bạn thấy daily make it this này nó nằm trong này, thì cái phần bài viết này là nơi mà các bạn có thể viết bất kỳ những cái bài viết chia sẻ về về kiến thức hay là chia sẻ về bất kỳ gì thì các bạn viết ở trong cái phần mà bài viết này nha. Thì đây là những cái bài viết mà nó có sẵn ở trong trang website mà khi mà các bạn vừa tải cái template này về, thì bây giờ các bạn cần phải xóa tất cả những bài viết này, sau đó các bạn viết những bài viết mới. Đây mình sẽ xóa tất cả những bài viết này này. Đó, để xóa được tất cả bài viết này các bạn tích vào cái chỗ tiêu đề này, sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ hành động, sau đó nhấn vào cái chỗ bỏ vào thùng rác này, sau đó nhấn vào áp dụng này. Đó, ok, khi các bạn nhấn vào áp dụng thì các bạn thấy tất cả bài viết đã được xóa, nhưng các bạn thấy cái phần thùng rác này có 6 cái, các bạn click vào chỗ thùng rác này. Sau đó các bạn nhấn vào chỗ tiêu đề này, sau đó nhấn vào hành động, sau đó nhấn vào xóa vĩnh viễn, sau đó nhấn vào áp dụng này. Đó thì tất cả những cái bài đó nó sẽ bị xóa hoàn toàn. Các bạn qua lại cái chữ block này, các bạn reset lại. Các bạn thấy nó không có cái bài viết nào mà nó sẽ như này, đúng không ạ? Đó, nó sẽ hoàn toàn nó nằm như này. Đó, làm thế nào để viết thêm bài viết mới đúng không ạ? Thì các bạn vào đây, các bạn nhấn vào cái phần mà bài viết viết bài mới này, các bạn tích vào chỗ này. Đó thì ngay lập tức nó sẽ đưa các bạn đến cái trang mới như này. Đúng không ạ? Thì đây viết bài mới rất đơn giản, đầu tiên là phần tiêu đề. Phần tiêu đề rất quan trọng, các bạn cần phải bao gồm từ khóa nha. Ví dụ như mình viết là ví dụ như là 10 cách để có được để có được da đẹp chẳng hạn, 10 cách để có được da da dạng đẹp chẳng hạn, ví dụ như là như thế đúng không ạ? Sau đó ở dưới này các bạn có thể là mô tả thêm này, đây mình ví dụ như là mình viết là chào các bạn đó, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái gì gì đó đúng không ạ? Đó thì rất đơn giản viết như vậy. Ở đây thì mình sẽ copy một đoạn nào đó này, mình sẽ viết free test for website. Đó, mình sẽ viết một cái đoạn nào đó, mình copy paste làm rất là nhanh thôi, bởi vì cái phần này viết thì mình nghĩ là rất nhiều người biết chứ không cần phải mình phải giải thích thêm cái phần này đúng không ạ? Đó, đây mình ví dụ như là mình copy cái đoạn ví dụ mình copy cái đoạn này vào đây, sau mình paste đúng không ạ? Ví dụ như đây là một cái mô tả cho cái bài viết này chẳng hạn, sau mình viết xuống thế này, các bạn nhớ là cần phải có thẻ H1, H2 các thứ nhé. Đó thì đây đến đây để ví dụ các bạn muốn có đây là thẻ H2 nha, thì các bạn cần phải hiểu đơn giản một, các bạn cần phải hiểu một chút về SEO. SEO thì có nghĩa mặc định của SEO thì các khi mà các bạn viết một cái bài viết nào đó thì các bạn luôn là cần có thẻ H1 này, thẻ H2 này, sau đó mới có thẻ H3 nha. Thì mặc định của nó cái tiêu đề đầu tiên thì nó sẽ là thẻ H1 rồi. Thì đây thì các bạn muốn có một cái đoạn nào đó thẻ H2 thì các bạn cần phải vào các bạn bôi đen một cái đoạn nào đó, sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ này. Sau đó các bạn nhấn vào tiêu đề. Sau đó các bạn thấy đây là H2 này. Đó. Thì đây giống như là khi mình đi học thì mình sẽ có một la mã, hai la mã, sau đó có dấu cộng, dấu trừ gì đó đúng không ạ? Đó thì đây tương tự như vậy. Khi mà các bạn viết bài cho nó chuẩn SEO thì luôn luôn là như vậy nha.
Đó, thì đây ví dụ mình cho như này, sẽ mô tả đây. Thì làm thế nào để cho hình ảnh đúng không ạ? Thì mình enter xuống. Đây ví dụ mình có thể là cho hình ảnh này, mình nhấn vào đây. Sau đó mình nhấn vào cái dấu cộng này. Sau đó mình search đây là hình ảnh. Hình ảnh các bạn thấy này, hình ảnh hoặc là ảnh thì nó sẽ có ảnh đây. Thì các bạn nhấn vào tích vào cái ảnh này này. Sau đó đây thì nó có một số cái mặt định, nó có một số cái chức năng các bạn có thể tải trực tiếp từ đây này. Đó, nhấn vào đây để tải trực tiếp từ trong này ra. Hoặc là các bạn nhấn vào cái phần media này là những cái ảnh có ở trong cái trang website của bạn, thì các bạn có thể chọn, ví dụ mình chọn cái ảnh này chẳng hạn, sau đó mình nhấn vào chọn, các bạn thấy là mình đã có một cái hình ảnh rồi đúng không ạ? Đó thì đây các bạn có thể là mô tả thêm này. Các bạn nhớ là khi mà giống như vừa nãy mình hướng dẫn các bạn ấy, khi mà các bạn vừa upload hình ảnh lên thì các bạn cần phải mô tả này. Thì các bạn thấy có cái phần ô test này, các bạn có thể mô tả này, ví dụ như là ảnh cái gì đó đúng không ạ? Ví dụ như là một cái ảnh gì đó thì các bạn có thể mô tả thêm trong phần này. Đó. Tiếp theo ví dụ các bạn muốn viết thêm chẳng hạn thì các bạn nhấn vào dấu cộng này. Sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ đoạn này này. Đó, sau đó các bạn viết thêm này. Đó, ví dụ mình viết thêm gì đó đúng không ạ? Đó, sau đó ở đây thì tương tự như vậy mình cho cái phần này là thể H2 này. Đó, các bạn nhớ là khi mà viết một cái bài vận nào đó thì luôn luôn là có thể H2, H3 nha. Ví dụ hai thể H2 hay là một thể H3 gì đấy, hay là hai thể H3 gì đấy thì cũng không nhất thiết đâu, nhưng mà khi mà các bạn viết ví dụ như là các bạn nói về từng cái chủ đề khác nhau thì các bạn luôn là có một cái thể, một cái phần khác nhau đúng không ạ? Đó, ví dụ như là mình nói về những cái chủ đề nó, mình nói về những cái chủ đề mà nó nhỏ hơn chẳng hạn, thì mình bôi đen cái này lại, sau đó mình cho vào thể thể, nhưng mà khi khi mình nhấn vào thể tiêu đề thì mình nhấn vào chỗ này mình chuyển thành H3 chẳng hạn, thì các bạn thấy là thể H3 nó sẽ nhỏ hơn đúng không ạ? Đó, đó chính là cách mà các bạn thể viết bài là thế nào để chuẩn SEO nha. Đó, tiếp theo ở dưới này, ví dụ các bạn muốn cho video thì sao đúng không ạ? Đó, ví dụ mình cho video chẳng hạn thì các bạn rất đơn giản, các bạn vào YouTube này, các bạn có thể copy một cái video nào đó, mình ví dụ mình ví dụ mình copy cái video này đi. Đó, đây thì các bạn cần phải vào copy cái link trên này này, copy cái link trên này, nhưng mà sao chép các bạn qua lại đây, sau đó các bạn chỉ cần cắt chôn về hoặc là paste vào đó thì ngay lập tức nó sẽ tự động load cái video đó vào đây, rất đơn giản đúng không ạ? Các bạn không cần phải nghĩ cầu kỳ phức tạp đúng không ạ? Rất đơn giản, các bạn chỉ copy link paste vào đó là ok đúng không ạ? Sau đó các bạn có thể viết tiếp này. Đó, ví dụ các bạn có thể viết tiếp, ví dụ như mình lại copy cái này. Đó, viết tiếp vào đây. Đó, rất đơn giản như vậy đúng không ạ? Đó, đó chính là cách mà các bạn viết bài ở trong Elemental, ở trong WordPress nha. Đó, tiếp theo ở đây có một số cái cài đặt cơ bản khác. Mỗi một khi mà các bạn viết xong một cái bài nào đó thì các bạn nhớ là vào cái phần bài viết này. Sau đó ở đây có cái phần mà đường dẫn tính. Đây là cái đường dẫn tính của bạn. Sau đó các bạn nhìn một phần chuyên mục. Thì đây chuyên mục đây rất là quan trọng. Chuyên mục đây, mỗi khi mà các bạn viết một cái bài nào đó thì các bạn luôn là phải có một cái chuyên mục đúng không ạ? Luôn ví dụ các bạn viết về chuyên mục về đi du lịch, chuyên mục về tin tức, chuyên mục về về chia sẻ hoặc là gì đấy đúng không ạ? Đó thì các bạn luôn cần phải có một chuyên mục. Để tạo một chuyên mục mới thì các bạn nhấn vào cái chỗ thêm chuyên mục này. Sau đó các bạn viết ví dụ như là chuyên mục cái bài viết này là cái bài viết là chia sẻ chẳng hạn. Đó, ví dụ như là mình viết là chia sẻ hoặc là cái gì đó đúng không ạ? Ví dụ mình viết là chia sẻ. Đó, ví dụ mình viết là chia sẻ chẳng hạn. Đây là chuyên mục chia sẻ nha. Sau đó mình nhấn vào tên chuyên mục này. Đó, thì có nghĩa là cái bài viết này thì khi người ta vào cái chuyên mục chia sẻ thì người ta sẽ thấy cái bài viết này đúng không ạ? Đó. Tiếp theo ở dưới cái phần thể này thì cái phần thể này thì các bạn cần phải cho một số cái thẻ mà liên quan đến cái bài viết này. Các bạn thấy là đây là bài viết có tên nó tên là 10 cách để có da đẹp chẳng hạn. Thì các bạn làm thế nào để bao gồm cái từ khóa mà làm thế nào để có da đẹp hoặc là một số cái từ khóa liên quan về da đẹp gì đấy, thì khi mà các bạn cho vào đây thì nó sẽ rất là hữu ích. Khi người ta vào đây thì người ta muốn vào từng cái thẻ khác nhau thì người ta sẽ thấy cái bài viết này, hoặc là người ta search ở trên Google thì khả năng cái bài viết của mình tìm kiếm ở trên Google nó cũng sẽ chỉ ra trên Google nha. Thì cái phần thẻ này rất quan trọng nha. Đây ví dụ như mình viết là 10 cách để có được da đẹp chẳng hạn thì mình tương tự bao gồm cái từ khóa này luôn. Đó, mình bao gồm cái từ khóa này luôn, mình có thể copy luôn này. Đó, sau đó các bạn nhấn enter này. Đó. Hoặc là mình có thể là viết là có ví dụ như là cách để có da đẹp chẳng hạn. Để có da đẹp. Ví dụ như vậy đúng không ạ? Đó, hoặc làm cách nào để có da đẹp chẳng hạn.
làm thế nào để có da đẹp chẳng hạn, đúng không ạ? Đó, đây. Đó, mình đang viết sai nhưng mà không sao cả. Ví dụ như là khi các bạn cho vào đây thì các bạn luôn là bao gồm 5 cái từ khóa nhé. Đó, cho ít nhất là 5 cái từ khóa. Đây, ví dụ như là viết là da đẹp, cách để có da đẹp. Đó. Đó, các bạn nhớ là 5 cái từ khóa vào đây. Da, ví dụ như vậy đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5. Mình có 5 cái thẻ đây rồi. Đó, thì các bạn cần phải cho ít nhất là 5 cái từ thẻ đây, mình khuyên là như vậy. Bởi cái phần này rất quan trọng, cái phần SEO nha. Tiếp theo là cái phần ảnh đại diện này. Ảnh đại diện là ảnh như nào? Ảnh đại diện là ảnh mà là nó sẽ đại diện cho cái bài viết này đó. Mình ví dụ mình cho một cái ảnh nào đó. Đây, mình sẽ ví dụ như là mình sẽ cho cái ảnh đây, mình cho ảnh này chẳng hạn, sau đó mình nhấn vào đặt ảnh đại diện. Các bạn nhớ là cần phải tối ưu hình ảnh như này, đó là chuẩn SEO nha. Mình nhấn vào đặt ảnh đại diện này. Đó. Tiếp theo là cái phần tóm tắt này này. Cái phần tóm tắt này cũng rất quan trọng khi mà các bạn viết bài viết, mà bài viết nó chỉ ra cái phần blog ấy thì nó sẽ có một đoạn tóm tắt nào đó. Thì đây mình ví dụ như là mình sẽ dùng một cái nào đó, ví dụ mình copy một đoạn nào đó đến đây chẳng hạn. Sau đó mình nhấn vào bài viết này. Qua lại ở dưới này có cái phần là tóm tắt này, paste vào đây. Đó, đây là một cái tóm tắt ở trong cái bài viết này, có nghĩa là khi bạn viết một cái bài về nó dài ấy, thì các bạn có thể viết tóm tắt thế nào để cho thu hút nhất, thì người ta vào đó người ta đọc cái phần tóm tắt đó thì người ta sẽ biết là cái bài viết này hay như nào, thì người ta vào đó người ta xem đúng không ạ? Đó. Sau đó ở dưới thảo luận thì tất cả những cái dưới này thì các bạn bỏ qua cho mình nha. Quan trọng nhất là cái phần chuyên mục này, thể này, với hình ảnh đại diện này, phần tóm tắt này. Đó, đó chính phần này rất quan trọng. Đó, sau đó khi ok rồi thì các bạn nhấn vào đăng này. Các bạn nhấn vào đăng này, nhấn 2 lần nha. Đó, khi mà đăng rồi thì các bạn thấy đây, bài viết đã được đăng này, các bạn nhấn vào chỗ xem bài viết này. Đó, các bạn thấy đây là cái bài viết các bạn vừa mới viết này. Đó, có thể H1, H2, có hình video rồi đây đúng không ạ? Nó rất là đẹp rồi đó. Đó, sau đó các bạn nhấn vào cái phần blog này này. Đó, các bạn thấy là khi các bạn nhấn vào blog thì các bạn thấy nó đã có một cái blog đây. Đó, sau đó như có những cái blog khác ở dưới này đúng không ạ? Đó, cái personal style đó. Thì bây giờ làm thế nào để viết thêm nhiều blog, thì các bạn tương tự như vậy, các bạn chỉ cần viết thêm thêm nhiều cái blog vào thì nó sẽ tự động ra đẹp, nó sẽ đẹp như cái vừa nãy mà mình hướng dẫn các bạn đúng không ạ? Đó, nó sẽ đẹp như vừa nãy đây, ví dụ như đây. Đó, các bạn chỉ cần viết nhiều nhiều cái bài viết vào thì ngay lập tức nó sẽ có những cái bài viết nó sẽ tự động như này, slide này, nó sẽ tự động có những cái bài như này đúng không ạ? Đó, rất đơn giản như vậy đúng không ạ? Đó, thì để tạo được cái bài viết mới thì nó có rất nhiều cách nữa. Các bạn có thể giống như vừa nãy, các bạn vào đây vào bản tin, hoặc là các bạn nhấn vào cái chỗ mới này, sau đó nhấn vào bài viết này thì nó cũng sẽ tạo cái bài viết mới luôn. Thầy mình ví dụ mình click vào đây chẳng hạn, đó đây, thì ngay lập tức nó sẽ đưa mình đến cái trang này thì mình lại được tạo cái bài viết mới đúng không ạ? Đó, hoặc là các bạn có thể là lên trên trên đây, sau đó nhấn vào tất cả bài viết, sau đó mới viết vào cái mới click vào chỗ viết bài mới này này. Đó, đây các bạn thấy là mình đã có một cái bài viết mới đây, sau đó có tất cả những cái bài viết, mình có tác giả này, chuyên mục này, rồi thể này, các thứ đúng không ạ? Đó, phần này rất quan trọng nha. Đó, thì các bạn có thể tạo rất rất nhiều bài viết thì ngay lập tức nó sẽ ra một cái bài như này, nó rất đẹp như này. Đó. Ok. Đó. Còn đây thì mình sẽ bỏ qua cái bước này và mình sẽ viết nhiều cái bài viết mới ở trong phần này để làm ví dụ nha. Thì cái đoạn này các bạn, mình sẽ cắt cái đoạn này thì các bạn có thể là tự tạo cái bài viết mới cho các bạn nha. Ở đây có một số cái phần lưu ý mà khi mà các bạn viết một cái bài viết mới, ví dụ như là khi mà các bạn viết một bài viết mới cho cái phần chuyên mục này thì các bạn cần phải tạo cái chuyên mục mới đúng không ạ? Đây ví dụ như là mình viết là chuyên mục du lịch, ví dụ mình viết là chia sẻ cách đi du lịch Sapa tiết kiệm nhất chẳng hạn, thì đây thì các bạn có thể tạo một cái chuyên mục mới cho cái phần này đúng không ạ? Thì các bạn nhưng mà thêm chuyên mục này, ví dụ đây là phần chuyên mục về du lịch chẳng hạn đúng không ạ? Đó, chuyên mục này là chuyên mục về du lịch, ở đây đây là chuyên mục du lịch này. Đó, đây mình sẽ làm viết hoa này. Đó, du lịch, sau đó các bạn nhấn vào thêm chuyên mục này, thì các bạn thấy thì đây là phần chuyên mục đây mà nha. Đó, thì tương tự như phần khác thì các bạn cho thẻ này, 5 cái thẻ này cho ảnh đại diện ảnh khác này. Đó, mình ví dụ như là chuyên mục đây là đi du lịch Sapa chẳng hạn, thì mình chọn cái ảnh này chẳng hạn. Đó,
Đó, ok. Sau khi mà ok rồi thì các bạn nhấn vào phần đăng này. Đăng này. Đó, ok. Đó. Ok, mình qua lại cái phần này này. Mình nhấn vào, à đây, đây mình cần phải nhấn vào. Đây mình cần phải nhấn một đăng tiếp nữa. Đăng hai lần nha. Đó, khi nào mà nó xuất hiện cái này là các bạn đã nhấn một đăng rồi. Qua lại cho phần này. Các bạn thấy đây là tất cả những bài viết mà vừa nãy mình đã viết hết vào đây này. Sau khi viết vào đây rồi thì các bạn qua lại cái phần blog này. Ở đây là blog vừa nãy nha. Là đúng rồi, đây là đây là cái blog vừa nãy nha. Bây giờ các bạn nhấn reset lại này. Click chỗ reset này. Các bạn thấy đây là bài viết mới nhất của các bạn đúng không ạ? Đây là bài viết mới nhất. Sau đó ở dưới này là có những cái hình ảnh này. Đó, có những bài viết mới của các bạn vào đây này. Các bạn thấy ạ? Đó, có những cái bài viết này của các bạn vào đây. Ở dưới này là những cái bài viết mà các bạn viết này, các bạn có thể là xem thêm này, những cái phần read more để xem thêm này. Đó, nó rất đơn giản đúng không ạ? Đó, các bạn chỉ cần viết bài thì nó sẽ xuất hiện đây đúng không ạ? Thế bây giờ mình sẽ hướng các bạn làm thế nào để chỉnh sửa cái trang này nha. Ví dụ các bạn thấy có ảnh đằng sau là đang là cái ảnh gì đó đúng không ạ? Đó, sau đó một số cái ảnh dưới này thì nó đang như này đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ hướng các bạn sửa làm thế nào để sửa cái ảnh đằng sau này nha. Để sửa được cái ảnh đằng sau thì các bạn nhấn vào cái chỗ sửa trang này cho mình. Sau đó các bạn thấy này, đây, các bạn thấy đây có một số cái cài đặt này. Các bạn click cái ảnh này, các bạn thấy đây đang đang cái background đây. Đó, các bạn có thể chọn màu cho background rồi các bạn có thể chọn ảnh này. Ví dụ như đây mình reply chẳng hạn. Mình cho cái ảnh khác chẳng hạn. Ví dụ mình cho cái ảnh mình sẽ cho cái ảnh này. Ví dụ như là mình chọn ảnh này đi, sau mình nhấn vào chọn này. Các bạn thấy đi, cái ảnh này hoàn toàn nó đã thay đổi. Đó, các bạn thấy cái ảnh đằng sau nó đã là cái ảnh này đúng không ạ? Đó, thì các bạn chỉ cần vào đây và chọn cái phần background ảnh này, sau đó nhấn vào chỗ reply này thì các bạn có thể là chọn được ảnh khác nhau này. Các bạn ở đây các bạn có thể là chọn chỗ center hoặc là các bạn có thể là chọn là cái phần led này. Đó, các bạn có thể chọn phần led hoặc là chọn phần right này để thấy những cái góc khác nhau của hình ảnh đúng không ạ? Đó, còn đây thì mình sẽ chọn là center center chọn thôi nha. Đó, đó chính là cách các bạn có thể sửa cái ảnh đằng sau nha. Đây thì mặc định của nó sẽ là cái bài post, thì mặc định của nó sẽ là cái bài mà mới nhất nó sẽ nằm trên này đúng không ạ? Đó thì đây các bạn có thể, hoàn toàn có thể là chỉnh sửa cái chuyên mục này. Ví dụ các bạn chỉ cho những chuyên mục khác nhau thôi, đây các bạn có thể chọn, ví dụ các bạn chỉ cho chuyên mục là chia sẻ thôi chẳng hạn, thì ngay lập tức nó sẽ bay ra cái phần chuyên mục chia sẻ. Còn nếu mà các bạn chọn chuyên mục là du lịch chẳng hạn thì nó sẽ đưa các bạn đến cái phần chuyên mục du lịch đúng không ạ? Đó, đây nó có rất nhiều cái các bạn có thể chọn. Đây mình sẽ chọn tất cả chuyên mục này. Đó, đây đây rất nhiều cái mà ví dụ các bạn sẽ chọn ngày gì đấy thì nó sẽ nó nằm đây nha. Đó, còn tiếp theo ở dưới này, đó ở dưới này thì tương tự như vậy. Đó, các bạn có thể là chỉnh sửa, ví dụ các bạn có thể là cho tất cả chuyên mục hoặc là các bạn cho một cái chuyên mục cụ thể nào đó, ví dụ các bạn cho du lịch thôi chẳng hạn, thì ngay lập tức các bạn thấy chỉ có một cái bài viết thôi, bởi vì chuyên mục của các bạn chỉ có một cái bài viết về du lịch thì nó chỉ có du lịch đây thôi đúng không ạ? Còn ở đây thì rất là hữu ích khi mà các bạn chỉ muốn cho một cái chuyên mục nào nó lên đây thôi thì các bạn hoàn toàn có thể làm được đúng không ạ? Còn đây thì mình sẽ cho tất cả chuyên mục này. Đó, đó đó chính là cách mà các bạn để sửa những cái bài post ở trong này nha. Tiếp theo ở dưới đây có cái phần là personal style này thì các bạn có thể sửa đúng không ạ? Đây các bạn có thể sửa thành ví dụ như là mình sẽ sửa thành cái gì đó, ví dụ như là chia sẻ kiến thức thiết kế website hoặc là của các bạn thì chia sẻ kiến thức về du lịch hoặc là chia sẻ kiến thức về chăm sóc da gì đấy đúng không ạ? Về da gì đấy đúng không ạ? Ví dụ mình chia sẻ kiến thức về da đúng không ạ? Đó. Có một số cái phần nó bảo khôi phục thì các bạn nhấn vào cái chỗ khôi phục blog này cho mình nhé. Đó. Đó, tiếp theo dưới cái phần mà có cái phần contact me này thì tương tự như vậy, các bạn có thể là chỉnh sửa cái ảnh này bằng cách nhấn vào cái chỗ background này. Đó, sau đó chỗ reply ảnh này thì các bạn có thể thay đổi cái ảnh này khác nhau nha. Đó, còn cái phần mà conclusion này thì tương tự như vậy, các bạn có thể bôi đen rồi các bạn viết cái gì đó đúng không ạ? Đó, các bạn có thể viết cái gì đó rất đơn giản như vậy đúng không ạ? Đó, các bạn có thể là viết cái gì đó. Còn đây thì tương mình
Mình có thể là chỉnh sửa nó thành viết cái gì đó. Còn đây mình cũng không biết mình viết cái gì thì mình để lại đây đúng không ạ? Đó, các bạn nhấn vào chỗ khôi phục này để nó thoát lại cái phần này. Các bạn thấy có rất nhiều cái social icon đây. Thì tương tự như vậy các bạn có thể là cho ví dụ các bạn muốn Facebook chẳng hạn. Thì các bạn chỉ cần sửa cái Facebook này. Sau đó cho link vào đây này. Các bạn copy cái link ví dụ như là cái link Facebook của mình là ví dụ như Facebook của mình là https 2 chấm gạch gạch facebook.com sau đó gạch sinh rằng hoặc là gì đấy đúng không ạ? Đó thì mỗi một cái Facebook ấy thì luôn là nó sẽ có một link khác nhau. Thì đây ví dụ cái link này, cái link của mình chẳng hạn, thì người ta click vào cái này thì người ta sẽ đưa người ta đến thẳng cái phần này luôn đúng không ạ? Đó thì tương tự như Twitter hoặc là Bee này, nếu mà các bạn có cái nào mà các bạn không lấy nữa thì các bạn chỉ cần xóa đi thôi. Tương tự các bạn không thích cái này chẳng hạn thì các bạn nhấn vào cái này, sau nhấn vào cái phần gỡ bỏ khôi phục này, này. Đó, gỡ bỏ này, hoặc là các bạn nhấn thể vào đây để xóa cái này đi đúng không ạ? Thêm cái phần khác chẳng hạn, ví dụ các bạn thêm cái phần mà ví dụ các bạn thêm Twitter hoặc là Pinterest chẳng hạn. Đó, các bạn có thể search trên này này, Pinterest hoặc là ví dụ như mình sẽ chọn là TikTok xem có không, không có TikTok, ví dụ như mình chọn là WordPress chẳng hạn. Đó, ví dụ như thế đúng không ạ? Còn của các bạn thì có thể là bất cứ cái gì đúng không ạ? Các bạn chỉ cần cho link vào là được đúng không ạ? Rất đơn giản như vậy. Đó, sau khi làm xong rồi thì các bạn nhấn vào cái phần cập nhật này cho mình. Đó, sau đó các bạn nhấn vào xem trang này. Đó, ok, các bạn thấy ạ, các bạn đã thay được cái ảnh đằng sau này. Đó, các bạn có những cái bài viết này. Đó, các bài viết rất đẹp đây. Đó đây, vừa nãy là mình quên mất thay cái này, nhưng mà nhìn chung là cái phần này thay tương tự như vừa nãy mình hướng dẫn nhé. Đây mình nhấn vào cái chỗ block này để mình xem này. À, mình nhấn block này mình thay rồi này. Đó cái phần này này. Các bạn không thích tên là block thì các bạn chỉ sửa thành chia sẻ hoặc là block chia sẻ chẳng hạn đúng không ạ? À, block. Đó, block chia sẻ chẳng hạn, sau đó các bạn nhấn vào cập nhật này. Đó, sau đó các bạn nhấn vào cho xem trang này này. Đó, các bạn thấy ạ, đã thay đổi thành blog chia sẻ đúng không ạ? Đó, các bạn có blog chia sẻ ở đây này. Đó, có những bài viết này. Đó, có những bài viết đây, nó rất đẹp đúng không ạ? Sau đó có những bài viết này người ta chú ý đến này. Đó, chính là cách mà các bạn phải sửa trong cái phần này nha. Đó. Đây, nó sẽ viết như này đúng không ạ? Đó, rất đẹp đúng không ạ? Ok, đó chính là cách mà các bạn có thể là viết một cái bài viết mới hoặc là tạo cái trang pop này nha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tạo được cái trang giới thiệu đúng không ạ? Các bạn thấy thì đây, ví dụ các bạn có trang chủ, trang blog, trang liên hệ thì các bạn chưa có trang giới thiệu đúng không ạ? Thì để tạo được một cái trang giới thiệu thì các bạn nhấn vào cái phần mới này, sau đó nhấn vào trang này cho mình. Sau đó các bạn viết cho mình cái phần này đây là giới thiệu. Đó, sau khi ok các bạn nhấn vào chỗ đăng này. Đăng này. Sau đó đến đây thì các bạn di chuyển vào cái phần sửa với Elementor này cho mình. Click vào sửa với Elementor này. Sau đó nhấn vào rời khỏi trang này. Đó đến đây thì rất đơn giản rồi đúng không ạ? Các bạn thấy này, đây có Elementor đây rồi. Có những cái phần khác nó làm đây. Thì tương tự như vậy, các bạn chỉ cần nhấn vào di chuột vào, các bạn di chuột vào cái này cho mình. Đó, cái này. Sau đó các bạn thấy đây có rất nhiều template đây này, các bạn nhấn vào chỗ này chọn là free. Đó, bởi vì mình tạo website miễn phí nên mình phải chọn free. Nếu các bạn chọn những cái khác thì các bạn có thể dùng một số cái template mà nó cần phải trả phí nha. Đó, ví dụ các bạn muốn xem cái này chẳng hạn. Thì các bạn sẽ lên này, đó, ví dụ như phần contact about, ví dụ các bạn thích cái này thì các bạn có thể tải về đúng không ạ? Còn đây ví dụ như mình qua lại mình tìm một cái trang nào đó mình thích chẳng hạn. Ví dụ như là mình vào cái phần này. Sau đó mình thích cái phần mà about này chẳng hạn. Đó, ví dụ các bạn thấy là cái này rất là đẹp các bạn muốn dùng đúng không ạ? Các bạn chỉ cần nhấn vào cái chỗ import template này về cho mình. Đó các bạn thấy ạ, chỉ trong chớp mắt là các bạn đã có một cái template nó siêu đẹp rồi đúng không ạ? Đó các bạn thấy ạ, nó rất đẹp. Đó các bạn có thể là các bạn qua lại cái phần này. Các bạn nhấn vào đây, các bạn nhấn vào cài đặt, sau đó các bạn chọn cho mình cái này là full width. Các bạn chọn cho mình cái phần này là full width.
Đó, khi mà các bạn chọn cho mình là full width thì các bạn thấy trang này nó hoàn toàn nó đang được mở rộng như này. Đúng không ạ? Nó rất đẹp, đúng không? Rất đẹp và chuyên nghiệp. Thì bây giờ các bạn tương tự như vậy, các bạn chỉ cần ví dụ các bạn sửa bao, các bạn chỉ cần viết là giới thiệu. Đúng không ạ? Giới thiệu. Đó, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Đó. Rất đơn giản như vậy, các bạn sửa tương tự như là cái phần đầu mình hướng dẫn đó. Không thích cái phần nào thì nhấn vào dấu ít để nó xóa thôi, đúng không ạ? Đó, sau khi ok rồi các bạn nhấn vào cập nhật này. Đó, sau các bạn nhấn vào send chất thay đổi này. Các bạn thấy ạ, các bạn đã có cái trang giới thiệu nó siêu đẹp rồi, đúng không ạ? Nhưng mà làm thế nào để đưa được cái trang giới thiệu này lên trên menu này, đúng không ạ? Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ngay bây giờ. Sau khi ok rồi các bạn di chuột vào cái phần mà này, các bạn thấy cái phần menu nó nằm đây này. Các bạn click cái phần menu này. Sau đó ở đây có cái phần mà đây các bạn thấy các bạn nhấn vào tất cả này, xem tất cả này. Sau các bạn thấy có cái phần mà giới thiệu đây thì các bạn chọn cái giới thiệu này. Sau các bạn nhấn vào thêm vào menu. Đó khi các bạn nhấn vào thêm menu các bạn thấy có cái phần giới thiệu nó nằm đây này. Các bạn có thể là bê đâu đó cũng được, đúng không ạ? Ví dụ mình bê mình có nghĩa là mình muốn đây, ví dụ như là các bạn thấy này. Đây mình sẽ vào đây mình xem trang mới. Các bạn thấy nhá, đây là cái phần trang chủ này. Ví dụ các bạn muốn có cái phần giới thiệu nó nằm sau của trang chủ chẳng hạn thì các bạn vào cái phần này. Đây, ví dụ các bạn muốn chẳng hạn thì các bạn bê cái phần này ra đây này, đó, sau của trang chủ này. Sau đó các bạn nhấn vào lưu menu. Đó, sau khi lưu menu các bạn qua lại cái trang website này, các bạn nhấn vào reset này. Các bạn thấy các bạn đã có trang giới thiệu đây đúng không ạ? Đó đó chính là cách mà các bạn có thể là cho bất kỳ cái tạo bất kỳ trang nào để cho lên trên này nha. Mình ví dụ đây các bạn click mình giới thiệu trang. Đó các bạn thấy giới thiệu rất đẹp đúng không ạ? Đó đó chính là cách mà các bạn có thể tạo bất kỳ trang nào mà cho cái trang đó lên trên menu đúng không ạ? Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cái phần header ở trong cái trang website của bạn. Các bạn thấy cái phần trên này gọi là cái phần header hay gọi là cái phần đầu của trang website nha. Và cái phần ở dưới cuối này thì cái này là cái phần footer của website, mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa hai cái phần này. Đầu tiên thì để sửa được cái phần header thì các bạn di chuột vào cái phần tùy biến này cho mình. Sau đó các bạn di chuột vào cái phần header này. Các bạn thấy có cái phần header nó nằm đây này. Sau này các bạn thấy cái phần này là phần đầu mà vừa nãy mình hướng dẫn các bạn sửa logo này. Đó thì đây là cái phần header mà các bạn có thể sửa logo nha. Đó, tiếp theo cái phần là primary header. Primary header này các bạn có thể cho một số chức năng khác nhau. Ví dụ như là các bạn thích nó có logo ở giữa chẳng hạn thì các bạn tích vào đây này. Đó thì logo nó sẽ nằm giữa. Đó, nếu mà các bạn thích cái khác thì các bạn tích vào đây này. Đó, logo nó nằm ở bên này chẳng hạn. Đó thì menu nó lại nằm đây đúng không ạ? Đó đó chính là cách mà các bạn có thể là sửa cái menu các bạn muốn nha. Còn đây thì mình sẽ ví dụ như vậy thôi, mình thích như này chẳng hạn thì mình để như vậy đúng không ạ? Đó đó chính là cách các bạn có thể là sửa cái menu đây. Tiếp theo các bạn thấy này, phần menu này, đó các bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp phần menu ở trong này luôn. Đúng không ạ? Nếu mà các bạn muốn sửa cái icon này, những cái icon các bạn muốn thêm những phần khác thì sao đó? Các bạn click cái bút này. Sau đó các bạn thấy đây. Các bạn click khi mà các bạn click cái bút thì các bạn sẽ thấy ở đây có nó sẽ nằm nó sẽ ở đây các bạn thấy là các bạn mở cái này đi chẳng thì các bạn thấy ở đây nó sẽ có enable page rồi cho new rồi cho rất nhiều thứ đó đây ví dụ các bạn có thể chọn icon của đây các bạn thấy là đây là có Pinterest đây nhá thì các bạn có thể ví dụ các bạn không thích Pinterest chẳng hạn thì các bạn có thể chọn Facebook đó chọn cái này là cái icon chính đúng không ạ? Đó hoặc là các bạn muốn thêm cái gì đó thì các bạn chỉ cần nhớ một cái chỗ add này thôi. Hoặc là các bạn không muốn thì các bạn nhớ một cái chỗ xóa này để xóa đi. Đó. Đó ví dụ như cái đầu tiên là mình muốn Facebook thôi chẳng hạn. Còn nếu mà các bạn muốn thêm TikTok rồi lại YouTube rồi lại cái gì đó thì các bạn nhớ một chỗ add này là ok nha. Đó. Đó, đó chính là cách mà các bạn có thể thay đổi cái icon này thành cái mạng xã hội khác của các bạn nha. Đó, sau khi ok rồi thì các bạn nhấn vào đăng này. Đó, đó chính là cái mà các bạn có thể thay đổi cái phần header và cái phần icon ở trong trang website các bạn. Đó, sau khi làm xong thì các bạn nhấn vào cái dấu ít này để nó tắt đi này. Đó, nó rất đẹp rồi đúng không ạ? Đó, nó rất đẹp. Đó.
Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cái phần footer hay gọi là cái phần chân của website này. Các bạn di chuột vào cái phần tùy biến này cho mình. Tùy biến, sau đó các bạn thấy ở dưới này có cái phần footer này. Click ở phần footer. Khi các bạn click footer thì các bạn thấy đây có một số bút này. Ví dụ các bạn muốn sửa cái này chẳng hạn thì các bạn chỉ cần click cái bút này. Nó sẽ bày ra cái trang này. Thì tương tự như vậy nó có một số chức năng. Các bạn có thể là cho vào giữa ở đây. Cho vào giữa chẳng hạn. Thì footer nó sẽ nằm giữa như này. Đó, nó sẽ như này. Còn cho bên phải bên trái thì tương tự như vậy đúng không ạ? Có thể cho như này. Đó, đó rất nhiều cách các bạn có thể chơi trong cái phần này luôn. Đó, đó chính là cách mà các bạn sửa footer ở trong website các bạn nha. Sau khi làm xong rồi các bạn nhấn vào đăng này. Đó, thì tất nhiên là các bạn có thể là chỉnh sửa màu, rồi các bạn thấy là đây là màu đen thì các bạn có thể sửa thành màu khác chẳng hạn. Các bạn có thể sửa content thì màu khác, hoặc cho link thì màu khác, thì tương tự như vậy các bạn có thể sửa bất kỳ nó nào các bạn muốn không ạ? Đó, đó chính là cách các bạn sửa footer ở trong cái trang blog các bạn nha. Đó. Sau khi làm xong rồi các bạn nhấn một cái dấu if này. Đó, ok, rất đẹp rồi đúng không ạ? Ok, đó chính là cách mà các bạn có thể tạo một cái trang blog siêu đẹp cho cái blog cá nhân của bạn nha. Mình hy vọng cái video này hữu ích, là các bạn đã tạo được cái trang website nó như ý của bạn đúng không ạ? Mình cảm ơn các bạn đã xem video này.